bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Thư diện sách nói First New. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Châu Dụng Phát, Đại Hiệp Hồng Tông Tác giả Linh Phan Người dịch Nguyễn Hậu Hoàng Sơn Dòng đọc Quy Hồ Lời giới thiệu Người hùng Châu Nhuận Phát Châu Nhuận Phát không chỉ là một người được công chúng đặc biệt yêu mến, mà còn là biểu tượng lớn của nền điện ảnh mang đậm bản sắc Hồng Kông. Điều này được khẳng định bởi tài năng, sự công hiến hơn 40 năm trên màn ảnh, bởi đức độ, nhân cách, khí chất, nghĩa khí và sự kiêm dường hiếm có của người hùng Châu Nhuận Phát. Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Hàng Chiến 2 năm 2016, đạo diễn Lương Lạc Dân, Lục kiếm Thanh, khi được phóng viên ca ngợi là trường thành của điện ảnh Hồng Kông, Châu Nhuận Phát chỉ chia sẻ một cách giản dị. Bây giờ Lương Gia Huy đã là một diễn viên nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Quách Phú Thành cũng được vinh danh là một ảnh đế mới của giải thưởng điện ảnh uy tín Kim Tường. Tôi đã có tuổi rồi, chỉ muốn đi theo sau họ là một vai trò nhỏ. Điện ảnh Hồng Kông cần một nguồn máu mới. Tôi cần một ai đó đứng lên nói với tôi rằng Này ông bạn, ông già rồi, đến lúc về nhà nghỉ ngơi đi trong tương lai chính họ sẽ là đại diện của điện ảnh hồng kông điều đó thể hiện tâm và tầm của một người có trách nhiệm phim cung thành long một diễn viên kiêm nhà sản xuất điện ảnh võ thuật quyền lực bậc nhất làng giải trí hoa ngự luôn có bấm víu hào quang danh vọng và có bao giờ nhường giá chính cho thế hệ đàn em ngay cả khi đã hơn 60 tuổi ngược lại châu dùng phát luôn sẵn lòng nhận đóng những giây phụ để làm điểm tựa nâng đỡ những diễn viên mới có cơ hội tỏa sáng. Rất nhiều câu chuyện được lưu truyền trong lòng người hâm mộ mà Lưu Đức Hoa là một dẫn chứng. Khi Lưu Đức Hoa chỉ là anh thợ cắt tóc và chạy diệt giặt trong đoàn làm phim, Châu Dương Phát đã phát hiện và dìu dắt nâng đỡ. Thậm chí, ông còn dường cả dây chính trong dự án điện ảnh quan trọng để tạo điều kiện cho Lưu Đức Hoa từ người vô danh trở thành một trong những ảnh đế đáng nhớ nhất của điện ảnh Hồng Kông. Sự cao thượng và đức độ của bậc đạt anh chân chính đáng được mọi người tôn vinh. Năm 2014, phong trào đấu tranh dù vàng của sinh viên, học sinh lan rộng khắp hương cảng. Dù đang là ngôi sao lớn hoạt động ở cả Hồng Kông lẫn đại lục, nơi không chào đón những tư tưởng dân chủ và tự do ngôn luận ở Hồng Kông. Nhưng Châu Dương Phát và nhiều ngôi sao tên tuổi khác như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Dĩ, Hà Dần Thi vẫn công khai lên tiếng ủng hộ tinh thần phong trào của sinh viên và người dân hương cạn. Hành động này không làm hài lòng giới chức của Trung Quốc đại lục. Hệ quả là lệnh cấm bất thành văn mọi hoạt động đóng phim, quảng cáo ở Trung Quốc áp dụng đối với Châu Dung Phát. Khi mọi người hỏi về điều này, Châu Dung Phát trả lời hờ hững rằng có làm sao đâu, thế thì kiếm tiền ít đi thôi. Thời điểm Châu Dương Phát được mời đóng phim ở Hollywood Người ta nghĩ giá cái xe của ông đã lập đỉnh Và khó lòng mời ông quay lại đóng phim điện ảnh qua ngự Tuy nhiên, ông dần nhận lời đóng bộ phim Mang triết lý võ đạo sâu sắc, hòa hổ tạc lốc. Nghe đạo diễn Lý An chia sẻ như khó khăn, kinh phí eo hẹp Và đề nghị các diễn viên giảm giá cái xe Châu Dương Phát lập tức đồng ý mà không cần quan tâm trù lao sẽ dừng được là bao nhiêu trong suốt sự nghiệp của mình, Châu Dương Phát luôn từ chối hợp tác với các dự án phim đình đám của Thành Long. Lấy cớ, tôi đã lớn tuổi, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi. Thực tế, ở tuổi ngoài 60, ông vẫn nhận lời đóng phim của những đầu diễn nhà sản xuất mà ông quý trọng với giá cách xe tượng trưng. Khí chất của người trọng nghĩa kinh tài với ông, không dễ tìm thấy ở những ngôi sao điện ảnh lớn khác. Châu Dường Phát đã làm cả Hồng Kông và thế giới ngạc nhiên và nể phục khi tuyên bố trong buổi phỏng vấn của báo Gen Star rằng sẽ hiến tặng toàn bộ khối tài sản ước tính 714 triệu đô la Mỹ hơn 17.000 tỷ đồng Việt Nam mà ông đã tích lũy được trong 40 năm qua cho các tổ chức từ thiện để giúp người nghèo Hồng Kông. Ông trải lòng. Tiền đó vốn không phải của chúng ta. Khi đến với thế giới này, ta không có gì thì khi ra đi cũng không mang theo gì được. Đồng tiền kiếm ra không dễ dàng, cho nên khi sử dụng phải đúng mục đích. Có biết bao người ngoài đường không cơm ăn áo mặc, tôi ăn sung mặt sướng để làm gì? Đó là trái tim trong lòng bác ái của Bậc Đại Hiệp thấu hiểu sự vô thường của cuộc đời. Ông là người có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến điện ảnh Hồng Kông. Nhưng nhắc đến Châu Nhường Phát là nhắc đến một ngôi sao có phong cách sống giản dị hiếm có thậm chí công chúng gọi ông là thiên dương bình dân người ta thường bắt gặp châu nhuận phát đi xe điện ngầm như một người lao động phổ thông mang dép lê ăn mặc giản dị đi chợ bình dân xếp hàng mua đồ giảm giá và ngồi ăn tại những quán ăn dành cho người lao động bất cứ ai cũng có thể chụp ảnh trò chuyện cùng châu nhuận phát chưa bao giờ ông tỏ ra xa cách hay có thái độ ngôi sao đối với công chúng và những người hâm mộ mình. Ông tâm niệm, mình thuộc về với bình dân và chủ ơn khán giả một cách chân thành. Diễn viên Châu Nhuận Phát cũng là ngôi sao lớn hiếm hoài của châu Á, không sở hữu xe hơi sang và không tổ chức các buổi tiệc tùng xa qua. Ông giàu sang nhưng không thay lòng đổi dạ. Giới nghiên cứu đã mặc nhiên xem hình ảnh Châu Nhuận Phát như một biểu tượng của bản sắc Hồng Kông. Điều này bắt nguồn từ chính con người ông ông ngoài đời và từ những nhân vật quyền thoại mà ông thể hiện trên phim ảnh. Tất cả đều là những người hùng rất gần gũi, bình dị và có một tình yêu lớn dành cho quê hương Hồng Kông. Nói về Hồng Kông, không thể không nhắc đến Châu Nhuận Phát và nói về Châu Nhuận Phát càng không thể không nói về Hồng Kông. Thông qua sự nghiệp điện ảnh và sức ảnh hưởng cá nhân, Châu Nhuận Phát đã góp phần thúc đẩy nhận thức cốt loại của người dân bản địa về vị thế công dân toàn cầu của Hồng Kông hoàn toàn khác biệt với cách sống cũng như văn hóa ở Trung Quốc đại lục. Trong lịch sử điện ảnh châu Á, Châu Dương Phát gần như là trường hợp duy nhất trở thành biểu tượng bản địa, có sự nghiệp gắn liền với những cột mốc chuyển mình mang tính thời đại tại Hồng Kông. Ông còn là sứ giả hàng gắn, hòa giải những vết thương trong vấn đề kỳ thị chúng tộc, văn hóa giữa phương Tây và phương Đông thông qua sự nghiệp điện ảnh tại Hollywood tại hồng kông châu Dũng phát còn là một niềm tin lớn lao một biểu tượng tinh thần hiếm hoi khi cả người giàu lẫn người nghèo đều thấy ông có thể đại diện và thuộc về tầng lớp của mình thông qua cách sống sự nỗ lực trong từng giai đoạn cuộc đời mình sự nghiệp đa dạng của diễn viên châu Dũng phát còn góp phần tạo nên cuộc cách mạng vượt giai cấp tại hồng kông Trong gương của ông khuyến khích tầng lớp lao động phổ thông làm giàu một cách công chính và giới trung lưu dương lên trở thành tầng lớp tinh hoa để mang lại nhiều lợi ích cộng đồng cho Hồng Kông. Vào đầu thập niên 1980, những nhân viên Hồng Kông như Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Lưu Đức Hoa đều rất nổi tiếng trong khu vực, nhưng chỉ riêng Châu Dương Phát được giới nghiên cứu đánh giá là một đại diện của bản sắc Hồng Kông. Bởi lẽ, hình ảnh Châu Dương Phát thân thuộc, chân thật đến mức như là một người hàng xóm của cùng chúng người Hồng Kông xem ông như một người thân trong gia đình. Nhà nghiên cứu điện ảnh Lin Fan nhận định: Châu Dung Phát hiện diện một cách thân tình trong cuộc sống đời thường của người dân Hồng Kông. Sức hút của Châu Dung Phát có liên quan mật thiết đến sự gần gũi của ông với mọi người. Người Hồng Kông không còn phân biệt một Châu Dung Phát trên màn ảnh và một Châu Dung Phát giữa đời thường. Châu Dung Phát chính là một biểu tượng bản địa bất thành văn đối với người dân Hương Cảng để dinh danh những công hiến của Châu Nhuận Phát. Đại học Hồng Kông đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông vào năm 2001. Năm 2003, một nội dung mới về sự nghiệp Châu Nhuận Phát được đưa vào sách giáo khoa tại Hồng Kông. Ngành giáo dục Hồng Kông cho rằng chính sự chăm chỉ nỗ lực, khiêm tốn, hiếu thảo, tinh thần học hỏi suốt đời, khả năng tự hoàn thiện và tính chính trực khiến Châu Nhuận Phát trở thành một tấm gương cho lớp trẻ, sinh viên, học sinh noi theo có thể nói rằng Châu Dược Phát là một trong những nhân vật tiêu biểu góp phần tạo dựng nên niềm tự hào Hồng Kông. Từ năm 1997, theo Hiệp ước Trung Anh, Hồng Kông được trao trả về với Trung Quốc với hành trình một quốc gia hai chế độ, được cam kết đến năm 2047. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra sau đó, đặc biệt là những năm gần đây, khiến chúng ta nuối tiếc cho một Hồng Kông đầy cảm hứng nghĩa hiệp và một người hùng trong dùng phát sẽ còn ở lại trong tâm trí chúng ta rất lâu first news trân trọng giới thiệu với bạn đọc câu chuyện sâu sắc với những lá cắt thú vị ít được biết về châu dùng phát của mảnh đất hồng kông một nhân vật mang tầm thời đại được nhiều thế hệ người việt nam yêu mến first news bạn đang nghe sách nói tại voice chương một châu nhuận phát ngôi sao trên bầu trời hồng kông lao động chăm chỉ là con đường chân chính để có được cuộc sống tốt đẹp châu nhuận phát một tên tuổi khác biệt. Kể từ giữa những năm 1980, ngày càng có nhiều diễn viên Hồng Kông tham gia vào thị trường phim ảnh quốc tế và trở thành những ngôi sao xuyên quốc gia. Có lẽ nhờ sự thành công của nền điện ảnh hành động Hồng Kông trên thị trường phim thương mại toàn cầu, phần lớn các ngôi sao Hồng Kông, những người đã lớn sân sang Hollywood và các thị trường phim ảnh lớn khác bên ngoài Đông Á như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Dương Tử Quỳnh, điều là những người có kỹ thuật trình diễn võ thuật duy nhất trường hợp của châu Dương phát trở thành ngôi sao toàn cầu là ngoại lệ không đi theo công thức áp đặt này của Hollywood dành cho người châu Á suốt nhiều thập niên trước đó hình tượng người hùng hoặc võ sĩ trên màn ảnh của các ngôi sao hành động đã định hình hình ảnh diễn viên gốc qua do Hollywood xây dựng từ thuở ban đầu góp phần thúc đẩy sự nghiệp điện ảnh của người qua ra ngoài Đông Á tuy nhiên, chính điều này cũng tạo ra hình ảnh rập khuôn về diễn viên gốc hoa. Đó là những người đàn ông và phụ nữ liên tục trình diễn các màn đánh đấm, nhảy cao, chạy trên nóc nhà, đu dây và các pha hành động kịch tính khác. Thế mạnh cung phu đã thu hẹp nhận thức chung của cộng đồng về ngôi sao điện ảnh hoa ngữ bao gồm Hồng Kông trên thị trường phim quốc tế và hạn chế cơ hội làm việc cho các diễn viên châu Á bên ngoài khu vực Đông Á. Đây có thể xem là thái độ kỳ thị giữa người da trắng và người da vàng trong ngành công nghiệp điện ảnh. Với Hollywood, người Đông Á, người gốc qua chỉ có thể vui vui bằng những màn cung phu và không thể kỳ vọng vào diễn xuất của họ. Thế nhưng, sự xuất hiện của Châu Nhuận Phát tại thị trường phim Hollywood đã thay đổi định kiến này và đặt ra cột mốc hòa giải những xung đột của văn hóa Đông Tây trên màn ảnh thế giới giữa thập niên 1990 trong chiến lược mở rộng thị trường và toàn cầu hóa ngành điện ảnh Hollywood đã buộc phải chọn một đại diện Đông Á có thực lực và sức ảnh hưởng nhất để hòa giải so với công chúng châu Á vì cách hành xử bề trên của mình trong những thập niên trước đó Châu Dương Phát là lựa chọn duy nhất của gã khổng lồ Hollywood Vì sao chỉ Châu Dương Phát mới có được địa vị quan trọng đó trong thời điểm thế giới dần cởi mở và phẳng hơn có nhiều sự lựa chọn hơn vì sao Châu nhuận phát là người mở đường để đánh dấu kỷ nguyên toàn cầu hóa điện ảnh của hollywood để trả lời câu hỏi đó ta cần nghiên cứu về quá trình xây dựng và quảng bá hình ảnh của ngôi sao điện ảnh hồng kông Châu nhuận phát trong nhiều nền công nghiệp giải trí và thị trường văn hóa khác nhau như những ngôi sao hồng kông được đề cập ở trên châu dùng phát thu hút sự chú ý của Hollywood thông qua những giai diễn trong các bộ phim hành động. Tuy nhiên, ông còn nổi tiếng ở châu Á với tư cách một diễn viên đa năng, từng tham gia các bộ phim ở nhiều thế loại khác nhau như tình cảm tâm lý, hài, kinh dị và phim phương Tây. Mỗi bộ phim, mỗi nền văn hóa, ông có cách tỏa sáng của riêng mình. Lần theo con đường sự nghiệp của Châu Nhuận Phát, ta có thể xem xét cách các phương tiện truyền thông đại chúng lựa chọn những phương diện khác nhau của hình ảnh châu nhuận phát để xây dựng nhận thức xã hội về bản sắc văn hóa hồng kông châu nhuận phát là một ngôi sao dịch chuyển qua nhiều ranh giới lịch sử địa lý và văn hóa khác nhau các phương tiện truyền thông đã làm nổi bật một số phương diện chọn lọc từ ông để định hướng thị hiếu và đáp ứng sự kỳ vọng của công chúng hệ quả là hình ảnh ngôi sao châu nhuận phát mà chúng ta nhìn thấy bị gián đoạn phân mảnh và chưa phải là mảnh ghép hoàn thiện. Chính vì vậy, hình ảnh ngôi sao trong dùng phát cần được hiểu một cách đa chiều và đa dạng hóa. Học giả Yvonne Stasker cho rằng phương diện của hình ảnh ngôi sao cũng là phương diện nói lên bản sắc. Ta cũng có thể nói rằng ngôi sao hoặc thân tượng giải trí chính là một phản chiếu của trình độ dân trí. Cần phải lưu ý là ngành công nghiệp phim ảnh và các điều kiện thị trường được xác định bởi sự định vị văn hóa và xã hội cụ thể của thời đại đó. Cuốn sách này bám sát quỹ đạo sự nghiệp của Châu Dương Phát, tham gia vào cuộc tranh luận về Extension, sự tương tác phức tạp giữa môi trường toàn cầu, global và địa phương local. Trong đó, nhu cầu của thị trường quốc tế và địa phương đều cần được cân nhắc và làm rõ vai trò đích thực của một ngôi sao điện ảnh trong các ngành công nghiệp văn hóa toàn cầu hiện đại có một ngôi sao nào thích hợp hơn Châu Dương phát để làm sáng tỏ những lát cắt đa chiều này khi ông được xem là một biểu tượng của bản sắc văn hóa hồng kông từ bụi đường đến thần tượng trên màn ảnh truyền hình châu nhuận phát sinh ngày 18 tháng 5 năm 1955 là con trai thứ ba trong một gia đình khách gia nghèo ở đảo nam nha hồng kông năm 1965 gia đình châu nhuận phát mới chuyển đến khu cửu long hồng kông ngay từ lúc 6 tuổi cậu bé mang biệt danh chó con châu nhuận phát và chị gái châu tông linh thường dậy sớm phụ mẹ bán đồ điểm tâm đến chiều lại ra đồng phụ việc cha của châu nhuận phát Là người đi biển là người ham mê bài bạc và mắc nợ rất nhiều nên càng khiến gia đình lâm vào cảnh khốn túng bà trần lệ phương mẹ của chồng nhuận phát thường đi lĩnh lương thay chồng vì sợ ông mang tiền nướng hết vào chiếu bạc vậy mà có lần bà phương đến công ty của chồng để lĩnh lương thì được biết tiền lương tháng đó đã bị chồng thua bạc hết người ta thương tình đưa cho bà chai dầu ăn để mang về nhà đó là khoảng thời gian rất cơ cực ám ảnh với chồng nhuận phát từ đó hình thành nên tình thương sâu sắc của ông dành cho mẹ người quan trọng nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời tôi như ông từng chia sẻ suốt tuổi thơ khốn khó của mình châu dượng phát chỉ mong đến ngày bản thân đủ lớn để đi làm kiếm tiền giúp mẹ hết khổ thời thơ ấu cậu bé luôn mặc những bộ đồ cũ và đi đôi dép mòn vẹt châu dượng phát từng ước mơ được cha mua cho đôi giày thể thao màu trắng như cha cậu từng hứa nhưng ước mơ đó không bao giờ trở thành hiện thực vì chiếu bạc để lột sạch mọi khoản tiền mà ông có chính vì vậy ngay từ nhỏ châu nhuận phát đã căm ghét cờ bạc cha mắc bệnh nặng qua đời khi châu nhuận phát đang học bậc phổ thông gia đình của châu nhuận phát rơi vào tình cảnh khốn cùng sức khỏe của bà trần lệ phương bắt đầu xa xúc do lao động quá sức cậu thiếu niên châu nhuận phát quyết định bỏ học và ra đường tìm bất cứ việc gì để làm phụ giúp mẹ Lúc cậu mới bỏ học Có người còn nói Cậu Châu không có chí Phải đáng học hành Thì sau này mới giúp mẹ hết khổ Nhưng Châu Dương Phát lại nghĩ khác Tương lai là một điều mơ hồ Xa xăm Trong khi trước mắt Vì thấy sức khỏe của mẹ không tốt Lại phải lầm lùng khổ cực mỗi ngày Nên bản thân không thể yên tâm học hành Chúng ta cần lưu ý điểm này Châu Dương Phát rất ham học và việc bỏ học cũng là quyết định cá nhân của châu dũng phát vì thứ mẹ cậu thiếu niên họ châu đã chọn cách lao ra đường lăn lộn làm tất cả mọi việc để có thể phần nào giúp gia đình lúc bỉ cực gian tru đó đều là những công việc ngắn hạn theo thời vụ như đánh giày, các cửa khách sạn rửa xe nhân viên bán hàng phụ việc theo giờ bán các thiết bị máy ảnh đưa thư lái taxi và cả khuân vác trong hồi ức của châu dùng phát thời gian này có những kỷ niệm mà ông không bao giờ quên khi châu dùng phát làm nhân viên rửa xe có lần thấy một chiếc xe rolls royce chạy đến vì thấy nó quá đẹp nên cậu thanh niên 17 tuổi họ châu tò mò chạm tay vào trầm trồ tán thương. ngay lập tức người chủ xe đã dùng tay tác vào mặt châu dùng phát như trời giảng và chỉ thẳng vào cậu mắng giết mày sợ gì đó mày có tư cách sợ vào nó sao Người như mày cả đời cũng đừng có hồng mua được xe ô tô Hành động đó không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu thiếu niên Hồ Châu Có chiều cao 1 m lăm Mà nó đã khiến cậu bị mất việc Vì người chú tiệm không muốn làm mất lòng vì khách thượng lưu kia Sau khi nghỉ việc ở tiệm rửa xe Châu Dương Phát được bạn giới thiệu đến làm nhân viên Ở một cửa hàng bán thiết bị máy ảnh Đây là cơ duyên đặc biệt đã dẫn Châu Dương Phát đến niềm đam mê chụp ảnh một trong ba thú vui của ông ngoài công việc đóng phim là chạy bộ, leo núi và chụp ảnh. Chính Châu Dùng Phát thừa nhận rằng quãng thời gian lăn lộn mưu sinh sớm này đã góp phần lớn vào việc định hình nên con người và nhân cách sống của ông. Châu Dùng Phát phải dùng mọi khả năng, ốc quan sát, sự nhanh trí của mình để có thể tồn tại trên đường phố Hồng Kông. Những ngày tháng bươn chạy vất vả khi còn ở tuổi thiếu niên đã tạo nên tình yêu, sự gắn kết mật thiết với Châu Dùng Phát với đời sống của người Hồng Kông cũng như quê hương Hồng Kông. Đó cũng là lý do khiến cho Dương Phát luôn đấu tranh cho quyền lợi của người lao động nghèo, những người yếu thế ở Hồng Kông, luôn sống bình dị, gần gũi với mọi người và sau cùng là dành hết tài sản của mình tặng cho quỹ từ thiện. Châu Dương Phát chưa bao giờ quên mình đến từ đâu và đã bắt đầu hành trình sống như thế nào. Khi đã là ngôi sao nổi tiếng, Châu Dương Phát vẫn tự nhận mình là một người nhà quê và chỉ biết làm việc chăm chỉ. Ông cho rằng lao động chăm chỉ là con đường chân chính để có được cuộc sống tốt đẹp. Năm 1971, Television Broadcast LTD, TBB và Show đồng tổ chức lớp đào tạo diễn viên truyền hình đầu tiên. Hai năm sau, Châu những Phát khi đó là chàng trai 18 tuổi đang lăn lộn mưu sinh với việc công việc lao động phổ thông tình cờ có cơ hội bước vào lớp đào tạo diễn viên này. Đây chính là bước mặt quan trọng trong cuộc đời của Châu Dũng Phát và nó diễn ra hết sức tình cờ. Năm 1973, một người bạn đưa mẫu quảng cáo trên một tờ báo cho Châu Dũng Phát nói lớp đào tạo diễn viên đang tuyển sinh đó, không cần đóng học phí và có thể kiếm tiền, cậu phải thử xem. Châu Dũng Phát đọc theo hấp dẫn nhưng nghĩ lại khoản phí hồ sơ phải nộp là năm đồng thì chần chừ nhíu mày. Người bạn hiểu cho Dương Phát không có tiền nên phải ta hậu phóng. Cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu trả phí nộp hồ sơ. Vào ngày thi tuyển, khi đến lượt mình, Châu Dương Phát rất lo lắng, nhưng vẫn cố gắng thể hiện phần thi trôi chạy. Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành bài thi, thì một giám khảo đã hét lên, đi xuống, cũng may ngày lúc đó Có một vị giám khảo cấp cao khác chặn lời Đừng có hàm hộ Cậu thanh niên này rất có tiềm năng Không ai dám nghĩ Chiếc vé dớt đó Đã tạo nên một ảnh đế quyền thoại Trong nền công nghiệp điện ảnh Hồng Kông sau này Khi đến lớp học diễn xuất này Châu Dương Phát mang trong mình tâm lý cầu may Chứ không phải gì theo đuổi đam mê Như nhiều ngôi sao nổi tiếng Kể lại khởi đầu của họ Ngay từ những buổi học đầu tiên châu duyên phát đã nhanh chóng yêu thích việc diễn xuất và nhận ra một số thế mạnh của mình đối với nghề diễn viên tuy nhiên do thiếu kiến thức nền tảng và bị đánh giá là đang thiếu diễn xuất không quá nổi bật nên châu duyên phát buộc phải dùng sự chăm chỉ ngày đêm để bù đắp tiềm năng lớn nhất của châu Dũng phát với nghề diễn viên chính là kinh nghiệm giang hồ khi mưu sinh ngoài đường phố với đủ nghề nghiệp đã giúp cho châu Dũng phát nhạy bén với tâm lý con người hoạt ngôn hài hước tháo giác và ngôn ngữ cơ thể biểu cảm tự nhiên. Đó đều là tư chất cần có của một diễn viên tài năng. Nhưng do thời điểm theo học lớp diễn xuất khóa ba của đại TVB, các giáo viên đều cho rằng ưu điểm lớn nhất của Châu Nhượng Phát là ngoại hình cao lớn nổi trội so với người châu Á. Khuôn mặt đẹp trai thư sinh, nhóm chút màu phong trần và sự nỗ lực chuyên cần. Học cùng lớp với Châu Dương Phát, còn có hai người mà sau này đều trở thành bạn của ông đó là diễn viên nhậm đạt qua và cái hài ngô mẫn đạt bộ công lê đầu tiên trong cuộc đời của châu Dũng phát lúc theo học lớp diễn xuất đài tvb là do bạn bè góp tiền mai tặng nhiều năm sau này ông vẫn gìn giữ bộ công lê nghĩa tình đó như một kỷ vật vô giá những ngày tháng được đi học cũng là những ngày châu dũng phát thường xuyên thiếu tiền để trang trải cuộc sống bí qua Châu Dũng Phát thường phát lên mình bộ công lê duy nhất đó, đứng ở gần cửa vào thang máy của đài TVB để thử dựng mai xem có đạo diễn nhà sản xuất nào để bắt đến mình không. Hy vọng có thể kiếm thêm chút tiền. Trời không phụ lòng người. Sau cả tháng quanh quẩn gần thang máy, mỉm cười với cả thiên hạ, thì một nữ nhà văn, bà chủ của một công ty quảng cáo nổi tiếng tên là Lâm Nhã Ninh, cũng để mắt đến cho Dũng Phát. Lúc đó, Lâm Nhã Ninh đang tuyển chọn diễn viên cho phim quảng cáo mới và cần tìm một hoàng tử quyến rũ. Lâm Nhã Ninh nghĩ ngay đến một anh chàng cao lớn thường đứng ở cửa thang máy và nói xin chào với nụ cười trên môi. Cô đi hỏi thăm, quả ra đó là Châu Nhung Phát đến từ lớp đào tạo nghệ sĩ mới. Vậy là Châu Nhung Phát được Lâm Nhã Ninh mời tham gia phim quảng cáo của cô. Do bàn chân quá lớn, Châu Nhung Phát không đi dựa bất cứ đôi giày nào ở phim trường nên lâm nhã ninh đã đưa cho ông 100 đồng để mua giày mới châu Dương phát đã nhờ bạn gửi lại 30 đồng tiền thừa cho lâm nhã ninh cùng lời nhắn tôi đã chi 70 đồng cho đôi giày tôi sợ mình tiêu quá nhiều nên không dám gặp cô lâm nhã ninh lâm nhã ninh chỉ biết cười và nghĩ thầm so với các diễn viên trẻ cùng trang đứa chỉ thích đua đòi quần áo hàng hiệu thì cậu Châu dụng phát này sao mà chân chất giản đơn quá từ đó cô có ấn tượng rất tốt về châu dụng phát và dường như ai tiếp xúc với châu dụng phát đều có ấn tượng vô cùng tốt về ông sau khi kết thúc khóa đào tạo một năm 20 học viên chỉ có 10 người được TBB ký hợp đồng trong đó có châu dụng phát châu dụng phát ký hợp đồng 3 năm với đại TBB với mức lương rất bèo bọt 500 đồng trong năm đầu, 700 đồng trong năm thứ hai và 900 đồng trong năm thứ ba. Nhiều diễn viên trẻ không chịu nổi đã từ bỏ giữa chừng khi thấy tiền thì ít mà bị mắng chửi thì nhiều. Việc sớm lăn lộn ngoài đời đã rèn cho Châu Dung phát ưu điểm, không bao giờ bỏ cuộc, nên ông không than phiền và chỉ nỗ lực làm việc. Khi mới vào nghề, Ngô Mẫn Đạt thuê một căn nhà gần trường quay TVB. Châu Dung phát thường đến chỗ cô ngô ca để nghỉ ngơi sau khi quay phim về muộn hoặc vì quá mệt họ thường ngồi bên dậy đường mua bát thịt nướng rẻ tiền vừa ăn vừa nói chuyện phim với tư cách một diễn viên mới tại trường quay Châu dũng phát chưa được giao một số vai lướt qua màn ảnh và các dây phụ có quan trọng trong hai năm đầu tiên làm việc với hãng tpp ấn tượng về chàng diễn viên tập sự Châu dũng phát trong lòng mọi người luôn là sự nỗ lực chịu khó không ngại khổ, không ngại bị góp ý và luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao với thái độ tích cực và nhà. Mọi người cũng nhớ đến thói quen không bao giờ lãng phí đồ ăn của anh chàng đến mới họ châu. Người luôn vui vẻ ăn ngon lành hết phần cơm của mình, dù ngon hay dở. Bản thân châu Nhung Phát là người vui tính, hòa đồng, lại hay giúp đỡ người khác, nên rất dễ hòa nhập với tập thể TVB. Ấn tượng của những người từng quen biết và làm việc với châu nhuận phát là họ có bao giờ quên nụ cười thân thiện của ông năm 1976 châu nhuận phát lần đầu tiên được chọn vào vai chính nhân vật sa hô sen trong bộ phim truyền hình màu nhiều tập đầu tiên của tvb còn gọi là si chen chu kịch trong trang phục hiện đại có tên cuồng triều hotel 1976 128 tập cũng trong năm 1976, Châu Dương Phát được giao đảm nhận vai chính trong hai bộ phim Giang Hồ Tiểu Tử và Đại Giang Nam Bắc. Đây là thời điểm ngành truyền hình Hồng Kông bước vào giai đoạn bản lề, khi ngày càng có nhiều người dân sở hữu TV. Khi nhìn lại sự nghiệp của diễn viên Châu Dương Phát, dễ nhận thấy ông luôn liên quan đến những giai đoạn bản lề hoặc mở đầu cho một thời kỳ đặc sắc nào đó. Dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp Châu Dương Phát cũng chính là bộ phim màu nhiều tập đầu tiên do TVB sản xuất Cuồng Triệu Là bộ phim đầu tiên giúp ông thành danh Sau đó, diễn viên cho dù phát Dần dần đạt được địa vị ngôi sao truyền hình Và trở thành cái tên quen thuộc với khán giả Thông qua vai diễn trong phim Giọng Trung Nhân The Good, The Bad and The Ugly 1979 Được mô tả là cao ráo, thanh lịch Với đôi mắt đen quyến rũ có thể làm tan chảy trái tim các cô gái trong vòng 20 bức chân châu nhuận phát được hãng phim TBB quảng bá như một tiểu sinh điển hình tiểu sinh nghĩa là những nam diễn viên chính trẻ tuổi đẹp trai có nét thư sinh ưa nhịn và có tiềm năng trở thành thần tượng của công chúng bên cạnh khả năng diễn xuất trên màn ảnh nhỏ vẻ ngoài và sức hấp dẫn đối với cả hai giới của châu nhuận phát ông thường được nhắc đến trong các từ quảng cáo của phim truyền hình tờ thông tin quảng cáo cho phim tình sâu nghĩa nặng The Fed, năm 1981 đã trình bày một cuộc phỏng vấn giả tưởng giữa Ngai Chun, nhân vật do Châu Nhung Phát thủ dài và một nhà báo. Kịch bản phỏng vấn giả định bắt đầu với một bình luận ngắn của ký giả. Anh rất đẹp trai, hào phóng và người ta biết rằng anh có nhiều fan nữ. Tương tự, tờ quảng cáo cho trí Dũng sông Long. The World on Time, 1981, đã giới thiệu nhân vật Ao của châu Dương Phát là một thanh niên đẹp trai và quyến rũ, người thu hút rất nhiều cô gái. Thay vì chú trọng kỹ năng diễn xuất của châu Dương Phát và đặc điểm nhân vật của anh, TVB tập trung vào dáng vẻ điển trai của châu Dương Phát. Điều này nhấn mạnh ưu điểm hình thể vượt trội với chiều cao 1m85, yếu tố giúp châu Dương Phát đặc biệt hơn đa số người châu Á khác nó cũng củng cố niềm tin về gián vẻ ngôi sao. Cũng có quan niệm cho rằng chỉ có một vài diễn viên ưa nhịn mới có khả năng trở thành ngôi sao kiểu tiểu sinh. Ngạc nổi, ngoài hình nổi bật của ông lại bị báo chí phê bình là không phù hợp để đóng các nhân vật cổ trang. Mẫu nhân vật quen thuộc trong việc định hình một thần tượng theo kiểu tiểu sinh. Gián vẻ của Châu Nhuận Phát bị bỏ qua trong các tập sách quảng cáo cho các bộ phim truyền hình có bối cảnh cổ xưa và hình ảnh nhân vật cổ trang kiếm hiệp của ông như Liễu Trì trong Cô Thành Khách, The Lone Ranger, 1982, Linh Hồ Sung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, The Smiling Frau Wanderer 1984, thường xuyên bị các nhà phê bình nghệ thuật chỉ trích là không phù hợp so với hình ảnh tiểu sinh cổ điển được quảng bá bởi điện ảnh võ thuật và phim truyền hình Hồng Kông thời kỳ đầu từ các tài liệu liên quan đến sự xuất hiện của châu nhuận phát ta có thể rút ra kết luận rằng địa vị ngôi sao truyền hình của ông chỉ được quan nghênh khi được đặt trong bối cảnh đô thị đương đại điều gì khiến châu nhuận phát chỉ đẹp trong các dây diễn hiện đại để phản biện về vấn đề này joe chazen một người hâm mộ châu nhuận phát đã so sánh về sự khác biệt với một người đàn ông có vẻ ngoài hiện đại và tiền hiện đại phù hợp vào gia cổ trang. Trong lá thư gửi cho tạp chí điện ảnh địa phương, City Entertainment. Trong thư show lập luật. Dựa vào đâu để nói hình ảnh cho dùng phát không phù hợp với các nhân vật tiền hiện đại, cổ điển, cổ trang? Có bằng chứng nào cho thấy tất cả những người đàn ông cổ điển trông giống như mẫu người được quảng bá bởi những nhà phê bình, những người cho rằng cho dùng phát trông không giống một tiểu sinh cổ điển hay không? nhận thức của các nhà phi bình đó về hình ảnh tiểu sinh cổ điển đến từ nghệ thuật tuần cổ quảng đông thật không xác đáng khi sử dụng các tiêu chí như vậy để đánh giá xem một diễn viên có phù hợp với dạy tiểu sinh thời cổ hay không hình ảnh tiểu sinh trong tuần quảng đều rất rập khuôn đó là lý do tại sao mà Trình thiếu thu được đánh giá là có ngoại hình cổ điển còn châu nhuận phát lại bị xem là quá hiện đại và không đem lại cảm giác cổ điển lập luận của châu rất quan trọng trong nội dung này vì nó nhấn mạnh chân dung của các nhân vật tiểu sinh trên truyền hình địa phương thường bị rập khuôn nó còn chỉ ra rằng nhận thức về dáng vẻ cổ điển này chủ yếu được định hình và bắt nguồn từ sân khấu kịch tuồng truyền thống của trung hoa không thể phủ nhận rằng yếu tố ngoại hình rất được coi trọng trên sân khấu truyền thống đó như một chỉ báo trực quan về tính cách nhân vật và sức hấp dẫn giới tính căn cứ vào đó khái niệm tiểu sinh cho thấy tuổi trẻ ngoại hình đẹp và sức hấp dẫn với mọi giới chính là cái tiêu chí để chọn dây nam chính nhưng mỗi người có một sự đánh giá khác nhau về vẻ đẹp không có tiêu chí cụ thể nào để đánh giá một người đàn ông có vẻ ngoài hiện đại hay tiền hiện đại ta sẽ tìm hiểu thêm tại sao bối cảnh lịch sử của nhân vật hư cấu lại tác động đến góc nhìn của khán giả hồng kông về vẻ bề ngoài của diễn viên không giống như cái đồng nghiệp của mình trong nhà hát truyền thống một tiểu sinh trên màn ảnh nhỏ hoặc trên phim điện ảnh không cần vẻ mặt để trở nên ấn tượng hơn tuy nhiên dáng vẻ của anh ta có vai trò như một dấu hiệu trực quan của bản sắc văn hóa xã hội vì thường được chuyển thể từ các nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển và truyền dân gian trung hoa tiểu sinh cổ điển nam nhân vật chính là một nhân vật hư cấu đại diện cho hình ảnh một người đàn ông phi phạm và một không gian xa xôi trong lịch sử ngược lại tiểu sinh hiện đại của châu nhuận phát trong các bộ phim truyền hình tvb được đặt trong không gian đương đại mà khán giả hồng kông quen thuộc kể lại những câu chuyện về người dân và cuộc sống địa phương khi những ý tưởng về lối sống phương tây và lý tưởng về cái đẹp trở nên phổ biến hơn ở hồng kông sau cuộc nội chiến trung quốc chân dung của một tiểu sinh hiện đại thường nhấn mạnh đến việc dân vật này thuộc về xã hội thành thị và có hình dáng mang phong cách phương tây theo đó có đánh giá về ngoại hình tiểu sinh hiện đại mà cho dùng phát là đại diện nổi bật ngày càng hướng đến những lý tưởng văn hóa đương đại về sự nam tính. đó là hình ảnh một thanh niên hồng kông hiện đại được kết hợp với hình tượng màn ảnh từ năm chính lãng mạn trong các bộ phim phương tây do đó một tiểu sinh hiện đại thường sở hữu hai đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, vì có sự tổng hòa của tiểu sinh cổ điện và nhiều ngôi sao điện ảnh ngoại hình hấp dẫn, anh được xem là một người đàn ông cực kỳ lôi cuốn và quyến rũ. Thứ hai, anh đại diện cho hình ảnh một thanh niên địa phương bình thường. Như vậy, đặc điểm ngoại hình của một tiểu sinh hiện đại thường biểu thị cả sự phi thường bình thường và cả xa xôi gần gũi. Nhà nghiên cứu Pamela Robinson cho rằng việc chọn một diễn viên cho một dạng gia diễn giúp tăng doanh thu cho ngành làm phim Nó giúp khán giả nhanh chóng và dễ dàng nhận ra một ngôi sao Bằng cách liên kết với gia diễn trước đó của họ Các hãng phim truyền hình Hồng Kông đã tuyên dụng nhiều diễn viên điện ảnh Và nhạc kịch Quảng Đông vào giai đoạn cuối những năm 1960 Và đầu tập đi 1970 nhiều người trong số các diễn viên này như Trình Thiếu Thu, đã thiết lập hình ảnh của họ như tiểu sinh cổ điển trước khi chuyển sang ngành công nghiệp truyền hình. Ngay cả những diễn viên tốt nghiệp từ lớp đào tạo diễn viên thời kỳ đầu của TVB như Quỳnh Doãn Tài và Ngũ Dậy Quốc cũng đã xây dựng hình ảnh ngôi sao của họ như tiểu sinh cổ điển thông qua các dây diễn trong các bộ phim truyền hình lịch sử và võ thuật. Đây là hai thế loại thống trị bằng ảnh nhỏ địa phương trong thời kỳ đầu của lịch sử truyền hình Hồng Kông ngoại trừ một vài dây diễn lướt qua và các nhân vật phụ trong Dương phát không đóng bất kỳ nhân vật cổ trang nào có sức ảnh hưởng trước khi ông tham gia bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của mình cuồng triều do đó đơn giản là không tồn tại bất kỳ một mô tả chi tiết nào về hình ảnh tiểu sinh cổ điển tại thời điểm nhân vật đáng nhớ đầu tiên của châu nhuận phát được trình chiều bên cạnh đó sự thành công của cuồng triều dẫn đến sự gia tăng sản xuất kiểu phim Si Chan Chu với nội dung xoay quanh những khuôn mắt của thanh niên địa phương về sự phát triển bản thân, nghề nghiệp, mối quan hệ cá nhân, tình bạn, tình yêu và gia đình và các vấn đề xã hội, tham nhũng và khoảng cách giàu nghèo. Sau khi Châu Dương Phát đạt được danh tiếng ban đầu thông qua gia diễn mà phong cách thành thị và tây quá của mình trong cuồng triệu, TVB đã nhận ra sự hấp dẫn của loại hình tiểu sinh hiện đại này đối với khán giả địa phương. Vì vậy, Châu Dũng Phát thường xuyên được chọn vào vai một chàng trai trẻ hiện đại trong các bộ phim truyền hình TBB như Giọng Trung Nhân hoặc Tình Sâu Nghĩa Nặng. Ngay cả trong các bộ phim truyền hình dài tập với bối cảnh những năm 1930, 1940, Châu Dũng Phát vẫn luôn được chọn vào vai một người đàn ông mặc vest như vai Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải, The Bên 1980 và Ô Doan Hành trong Trí Dũng Sông Long. 1981. Trong khi các dân vật khác trong phim Dân mặt trường sang, một loại trang phục truyền thống của Trung Quốc, những tác phẩm truyền hình đầu tiên này đã tích hợp hình ảnh đàn ông thành thị và Tây hóa vào đặc trưng hình ảnh ngôi sao của Châu Dường Phát. Kết quả là khi Châu Dường Phát được giao cho diễn cổ trang trong Cô Thành Khách năm 1982, ấn tượng về hình ảnh hiện đại của ông đã quá sâu sắc đến mức phá vỡ hình ảnh cổ trang. Theo nghĩa này, những lời phê bình về ngoại hình cổ trang của Châu Dũng Phát cho thấy khán giả địa phương không chấp nhận sự thay đổi từ gần gũi đến xa lạ trong hình ảnh Châu Dũng Phát. Cần nhắc lại một chi tiết quan trọng trong cột mốc Bến Thượng Hải đã đưa Châu Dũng Phát trở thành một ngôi sao lớn của Hồng Kông. Năm 1980, TVB khởi quay phim Bến Thượng Hải và dự định để Trình Thiếu Thu đóng vai Hứa Văn Cường và Triệu Nhã Chi vào vai Phùng Trình Trình. Tuy nhiên, Trình Thiếu Thu vừa bị thương, sức khỏe chưa hồi phục nên không nhận vai này và tiến cử Châu Dương Phát. Người cùng làm việc với anh trong phim Đại Hành Variety Fair 1978. Tình cờ nữ diễn viên Triệu Nhã Chi cũng xuất hiện trong phim Đại Hành và cô cũng quen thân với Châu Dương Phát nên có sự ăn ý trong diễn xuất. Vậy là bộ ba đóng vai chính trong Bến Thượng Hải được chốt lại là Châu Nhuận Phát, Triều Nhã Chi và Lữ Lương Dị. Bộ phim đã nổi tiếng ngay sau tập phim đầu tiên phát sóng. Chúng ta có thể thấy số phận của Châu Nhuận Phát có những duyên may tình cờ quan trọng dù ông luôn vất vả dạ lần đần trong những khởi đầu của mình. Chính chàng diễn viên 25 tuổi Châu Dũng Phát cũng không dám nghĩ mình sẽ trở thành một ngôi sao lớn sau một vai diễn được nhường lại cái tên châu nhuận phát chính thức trở nên nổi như cồn và trở thành ngôi sao số một của đài tvb ông còn được giới truyền thông ca ngợi là ông hoàng phim truyền hình nhân vật hứa văn cường do diễn viên châu nhuận phát thủ vai trong bến thượng hải đã trở thành biểu tượng của ngành phim truyền hình và sức ảnh hưởng của nó vẫn còn hiện hữu sau nhiều năm ấn tượng về hứa văn cường đã vô thức định hình nhân dáng thần tượng Châu Dương Phát trong lòng công chúng. Đó là một anh hùng lãng mạn, bi tráng, trong dáng vẻ hiện đại nhưng vẫn mang hào khí cổ điển. Nhiều năm sau, khi nhắc đến phim truyền hình Hồng Kông, nhắc đến TVB, nhắc đến những năm 1980 tại châu Á, chắc chắn người ta phải nhắc đến bởi Thượng Hải, nhắc đến Châu Dương Phát cũng như các khúc chủ đề của bộ phim này bộ phim truyền hình kinh điển này cũng là một ví dụ dẫn chứng về sức nặng văn hóa đại chúng giữa Hồng Kông và Trung Quốc. Thông qua hình tượng Châu Dũng Phát và ca khúc nhạc phim cùng tên Bến Thượng Hải. Ca khúc lừng lẫy một thời này do nhạc sĩ Cố Gia Huy viết nhạc, Hoàng Trim đặt lời tiếng quảng và ca sĩ Diệp Lệ Nghi trình bày. Chúng ta đều biết Thượng Hải là một trong những thành phố biểu tượng và là niềm tự hào của Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên hỏi bất cứ ai Không phải dân Trung Quốc ở khu vực Đông Á Có biết ca khúc nào về Thượng Hải hay không? Gần như 100% sẽ trả lời Đó là ca khúc Bến Thượng Hải Một bài nhạc phim Hồng Kông Của nền giải trí đại chúng Hồng Kông Ca khúc này nổi tiếng đến mức Mà dịp Lệ Nghi đã ca hàng ngàn lần Tại hơn 30 quốc gia Và trở thành bài hát hit Nhận diện thành phố Thượng Hải Chưa nói đến Hàng trăm nghệ sĩ cấp châu Á đã hát lại trong nhiều năm qua. Nội dung ca khúc vừa cảm khái Vừa đầy chất tự sự Vui, buồn, thành bại Thật có phân biệt trong cơn sông lớn Yêu người, hận người Người biết hay chăng Cùng với giai điệu bi tráng đặc trưng Khiến công chúng càng nhớ như in trong đầu Những màn tranh đấu oai hùng Của đại ca hứa dân cường Ở khu tù giới thượng hải Ở góc độ nào đó trong văn hóa đại chúng Từ sau bộ phim này Thượng Hải được công chúng nhớ đến như là biểu tượng vì một mảnh đất giang hồ dậy sống. Với nhiều người, Thượng Hải gắn liền với hình tượng nhân vật của Châu Nhung Phát và hình ảnh quen thuộc của Thương Hải chỉ là khu tổ giới hỗn loạn, giang hồ phân tranh được miêu tả trong phim Hồng Kông. Chứ không phải là một siêu đô thị phồn thịnh hạng nhất Trung Quốc với thấp truyền hình biểu tượng cao chút. Khi Hollywood là một bộ phim về đề tài Thượng Hải trước Thế chiến thứ hai, Điệp Hải Phong Dân, San Hải 2010. Nhất thiết phải mời Châu Nhuận Phát xuất hiện trong giai trùm xã hội đen. Trong cân nhắc của nhà sản xuất Hollywood về một nhân vật ăn khách mang tính biểu tượng cho một khu vực, Châu Nhuận Phát, một ngôi sao Hồng Kông, là lựa chọn duy nhất, không thể thay thế, để lôi kéo người xem về bối cảnh thượng hải của Trung Quốc. Dấu ấn sâu đậm của Châu Nhuận Phát trong bối thượng hải đã trở thành tượng đài không thể sâu độ Câu chuyện liên quan đến ngôi sao hàng A của màn ảnh hoa ngữ Quỳnh Hiểu Minh là một minh chứng. Vào năm 2007, anh được mời vào vai Hứa Văn Cường trong bộ phim Tần Bến Thượng Hải của đạo diễn Cao Hi Hi. Khi thông tin này được công bố, nhiều công chúng và cả giới phê bình cho rằng anh không đủ năng lực để vào vai diễn kinh điển này. So với Châu Dương Phát sẽ là một trời một vực. Những nhận xét này từng khiến Quỳnh Hiểu Minh diễn viên được xếp vào dạng thực lực lo lắng sợ hãi mất ăn mất ngủ và trầm cảm trong quá trình đóng phim mẹ anh vì lo cho sức khỏe của anh đã đến tận phim trường mỗi ngày để chăm sóc con trai hốc hác vì giai diễn hứa dân cực kế hoạch quay bộ phim là 4 tháng nhưng đã kéo dài đến 6 tháng vì tâm lý không tốt của quỳnh hiểu mình anh từng chia sẻ đó là 6 tháng khủng hoảng trong cuộc đời tôi tôi nhìn đâu cũng thấy khó chịu không muốn nói, không muốn cười Đến khi bộ phim ra mắt Dù rất thành công Nhưng tôi vẫn lâm vào trạng thái lo sợ bất an Cứ mỗi khi bước ra khỏi cửa Tôi luôn hình dung hàng trong cặp mắt nhìn tôi chê cười Rằng tôi là một hứa dân cường dở tệ Thu xa đặng anh cho Dũng phát Thời gian đó tôi luôn cúi đầu bước đi trên đường Từ câu chuyện trên Ta có thể hình dung sức ảnh hưởng của tài tử Châu Nhuận Phát với bới thường Hải là vô cùng lớn thậm chí đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng. Khán giả nhiều thế hệ sẽ luôn hoài nhớ về nụ cười nửa miệng, điếu thuốc trên môi cho nhường phát như một biểu tượng thẩm mỹ kinh điển. Các diễn viên đóng vai hứa dân cựu sau này đều vì nụ cười nửa miệng từ năm 1980 đó gây áp lực rất lớn. Hiện tượng này chỉ xảy ra với dây diện của các ngôi sao lớn và cho Dương phát chắc chắn là một trong những đại thần tượng khó quên nhất của điện ảnh Hồng Kông một ngôi sao ở ngoài định nghĩa phi thực. Châu Nhuận Phát là một ngôi sao truyền hình với độ phủ sống hàng ngàn tập phim trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh vào giữa thập niên 1980. Sự nghiệp truyền hình của ông cũng phản ảnh chính xác giai đoạn bản lệ của ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông trước khi bước vào thời kỳ quy hoàng nhất châu Á. Năm 1957, Rediffusion Television, gọi tắt là ATV. Sau đó, được tái cấu trúc thành Asia Television Limited năm 1982, gọi tắt là ATV, phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên ở Hồng Kông. Mười năm sau đó, TPP được thành lập và phát sóng các chương trình miễn phí cho công chúng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của lịch sử truyền hình Hồng Kông, phần lớn các chương trình được nhập từ nước ngoài như Mỹ, Nhật và Anh. Chỉ có một số ít các chương trình được sản xuất tại địa phương với sự góp mặt của các diễn viên điện ảnh và diễn viên nhà hát nói tiếng Quảng từ kỳ đầu tiên như Cho Phan, Cho Jin, Ma Sin Xin Han -xin, Kam Lee và Lydia Sum. Để đáp ứng nhu cầu của công chúng về các chương trình địa phương, các hãng truyền hình phim phải phát các bộ phim tiếng Quảng cũ. Nhiều bộ phim trong đó vốn được chuyển thể từ các vở diễn kinh điển của sân khấu tuần cổ tiếng Quảng. Giá tivi vào thời gian đó ngày càng rẻ. Nhiều gia đình tư tầng lớp lao động có đủ khả năng mua tivi riêng từ những năm 1970. Tỷ lệ sở hữu thiết bị truyền hình tại Hồng Kông tăng dọt từ 3% vào năm 1957 lên 90% vào năm 1976. Sự phổ biến của tivi không chỉ đòi hỏi các đài truyền hình cung cấp nhiều chương trình tiến quản hơn mà còn đặt ra yêu cầu là các hãng phim phải sản xuất nhiều chương trình liên quan đến đời sống người Hồng Kông nhằm thu hút nhiều người xem và cạnh tranh với nhau. Cả ATV và TVB đều mở rộng sản xuất các bộ phim truyền hình và chương trình giải trí vào đầu những năm 1970. Để đảm bảo nguồn nhân lực cho các sản phẩm này, cả hai hãng phim bắt đầu tổ chức các lớp đào tạo diễn viên nội bộ. Thời điểm này, ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất phim tiếng Quảng, phần lớn bị đình trệ do xu hướng sản xuất phim rẻ tiền và cung cấp quá nhiều thể loại phim hài kịch và ca nhạc trong suốt những năm 1950 và 1960. Quá trình sản xuất phía Hồng Kông cũng bị cản trở bởi thuế nhập khẩu và hệ thống hàng ngạch. Những chính sách đã ảnh hưởng đến các bộ phim điện ảnh ra đời vào những năm 1970. Ở nhiều nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore, vốn là thị trường nước ngoài lớn cho phim Hồng Kông Ngược lại Ngành công nghiệp truyền hình Hồng Kông Lại bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng Truyền hình Hồng Kông Tạo ra một sân chơi cho các nhà làm phim Đã thành danh Để họ tiếp tục làm việc Khi là điện ảnh tiến quản rơi vào Thời kỳ suy thoái Ở giai đoạn những năm 1960 Và đầu những năm 1970 Đồng thời nuôi dưỡng nhiều tài năng mới Mà sau này trở thành lực lượng chủ chốt Của ngành điện ảnh Hồng Kông trong những năm 1980. Ngành công nghiệp truyền hình Hồng Kông của thập niên 1970 thật sự được coi là mối liên kết không thể thiếu của điện ảnh Hồng Kông những năm 1960 với những năm 1980. Hoạt động giữa phim truyền hình và phim điện ảnh của Hồng Kông trong thời kỳ này gần gũi với nhau đến mức không thể phớt lờ. Các ngôi sao địa phương thường xuyên hoạt động ở cả hai ngành công nghiệp này. Do đó, chúng ta cần tìm hiểu thêm về hình ảnh ngôi sao truyền hình để muốn hiểu một cách đầy đủ về ngôi sao điện ảnh Hồng Kông. Vào những năm 1970, các hãng phim truyền hình Hồng Kông áp dụng hệ thống ngôi sao tương tự như hệ thống của các hãng phim điện ảnh của thập niên 1960. Được hỗ trợ bởi nguồn tài chính vững chắc và lượng người xem khổng lồ, TVB được biết đến như cái nồi của các ngôi sao và là nhà máy trong mơ của các ngôi sao theo bước show Broder, hãng phim lớn nhất Hồng Kông tầm năm 1960 và 1970. TVB cố gắng kiểm soát các ngôi sao và hình ảnh của họ. Dũng là một trong những diễn viên được hãng phim đào tạo theo hướng này. Châu Dương Phát đã có gần 14 năm tại TVB trước khi chuyển hẳn sang ngành công nghiệp điện ảnh. Trong thời gian này, ông đã tham gia gần 1.000 tập phim truyền hình. Điều này đã mang lại cho ông danh tiếng ông Hoàng phim truyền hình TVB vào đầu những năm 1980. Kinh nghiệm của Châu Dũng Phát trong ngành truyền hình và quá trình lan tỏa hình ảnh của ông qua các bộ phim truyền hình địa phương là khởi điểm cho sự nghiệp diễn xuất điện ảnh của ông. Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thiết lập địa vị ngôi sao cũng như sự nổi tiếng của ông đối với công chúng Hồng Kông. Hình tượng ngôi sao chứ đựng sự nghịch lý của việc kết hợp những điều bình thường và những điều phi thường. Học giả John Ellis lập luật Truyền hình làm giảm sức hút ngôi sao bằng cách giảm bớt sự phi thường của ngôi sao. Ellis căn cứ vào hai yếu tố song hành là hiện diện, gián mặt để nhấn mạnh sức hút của một ngôi sao xuất phát từ sự gián mặt của họ trong cuộc sống đời thực. Ông cho rằng chỉ các hiệu ứng hình ảnh của phim điện ảnh mới có thể tạo ra giá trị hiếm có cho hình ảnh một ngôi sao giá trị hiếm có này là cội nguồn tạo ra sức quyến rũ phi thường của ngôi sao alice cũng xem truyền hình là phương tiện có được sức mạnh và vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày truyền hình kết nối những cá nhân nổi tiếng với khán giả một cách hiệu quả và diễn viên truyền hình không gây ra bất kỳ xung đột hay sự đố kỵ nào bởi vì họ thường xuyên tiếp xúc với khán giả từ đó alice lập luận rằng các diễn viên truyền hình không khơi gợi nhiều sự mong muốn của khán giả vì họ được khán giả biết đến nhờ sự quen thuộc hơn là sự xa cách. Tuy nhiên, trong khi luận điểm bình thường, phi thường của Alice là một công cụ có giá trị trong việc giúp ta hiểu sự khác biệt giữa người nổi tiếng và ngôi sao, thì quan điểm của ông về việc phủ nhận vị trí ngôi sao truyền hình cần được xem xét lại. Trong bối cảnh Hồng Kông những năm 1970 và 1980, sự gần gũi và quen thuộc với một diễn viên truyền hình và khán giả đã tạo ra một mối quan hệ thân thiết. Mối quan hệ này cũng cố thêm cho những mong muốn của khán giả cùng với sự phi thường của ngôi sao. Sự nghiệp của Châu Nhuận Phát là một ví dụ hoàn hảo cho điều này. Sức hút trên màn ảnh lẫn ngoài đời Khi bạn về một biểu tượng có sức sát thương lớn đối với phái đẹp như diễn viên Châu Nhuận Phát, không thể không nhìn nhận đến mối quan hệ tồn sinh giữa tiểu sinh và quả đáng. Nữ chính trẻ đẹp Có sức hút lớn như khán giả Riêng trong trường hợp của Châu Dũng Phát Dòng phim truyền hình thành thị Mà ông là biểu tượng xuất sắc nhất Đã góp phần thay đổi nhận thức xã hội Để cao vai trò phụ nữ Hồng Kông Trong cuộc sống hiện đại Sức hấp dẫn với cả hai giới Là một trong những đặc trưng Của giai tiểu sinh và qua đảng Cho thấy chuyện tình yêu lãng mạn Là nội dung phổ biến trên truyền thông Hồng Kông Chẳng hạn Trang bìa của tập sách quảng cáo cho Family, Family 1980. Có một bức ảnh cho Nhung Phát đứng đằng sau bạn diễn nữ Trịnh Du Linh. Má kề má, thể hiện sự gần gũi tình cảm. Nội dung tập sách phát quả câu chuyện lãng mạn giữa hai nhân vật trên màn ảnh là nổi bật hình ảnh của hai ngôi sao như những người tình màn ảnh. Vì đây là lần thứ hai Châu Nhung Phát và Trịnh Du Linh đóng chung với nhau trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Tập sách công khai đã có hỏi liệu châu nhuận phát và trịnh du linh có thể trở thành một cặp đôi trong đời thực không theo hướng này tbb đang quảng bá hình ảnh châu nhuận phát như một biểu tượng màn ảnh mới theo cách truyền thống tức là xây dựng mối quan hệ tình cảm giữa tiểu sinh và hoa đáng đồng thời nhà đài cố tình lôi kéo sự tò mò của công chúng về cuộc sống tình cảm riêng tư của các ngôi sao chiều thức nghi dẫn phim giả tinh thần này có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với công chúng và là một chiêu thức được truyền thông sử dụng rộng rãi để quảng bá phim đến tận ngày nay. Tình yêu hoàn hảo, cặp đôi trong mơ luôn là điều mà công chúng trong đời. Tò mò từ trên phim đến ngoài đời thật. Nhờ những bộ phim truyền hình này và qua những nội dung được thảo luận trong các tập sách quảng cáo, Châu Dùng Phát đã trở thành một ngôi sao có sức hấp dẫn phi thường với cả hai giới. Chuyện tình cảm lãng mạn trong các bộ phim truyền hình TBB không hoàn toàn thách thức các mối quan hệ truyền thống vì chúng vẫn nhấn mạnh sức mạnh xã hội của nam giới tuy nhiên người ta có thể nhận ra một cuộc cách mạng về nhận thức trong các bộ phim có trong dùng phát tham gia đó là người phụ nữ mà nhân vật nam chính yêu không giống như câu chuyện tình điển hình của các tiểu sinh truyền thống trong đó qua đáng thường được miêu tả là một người phụ nữ thụ động phụ thuộc yếu đuối với điểm nổi bật là ngoại hình đẹp. Nhân vật nam chính trong phim của Châu Nhuận Phát thường yêu kiểu phụ nữ hiện đại, thông minh, lanh lợi, khí chất, độc lập, dũng cảm và nổi loạn. Hình ảnh này trái ngược với tiểu sinh cổ điển bị thu hút bởi những người phụ nữ chia sẻ nhận thức gia trưởng truyền thống của họ như kiểu phụ nữ không bước ra khỏi ngưỡng cửa gia đình. Nhân vật tiểu sinh hiện đại của Châu Dường Phát thường dành tình yêu cho những phụ nữ hết mình theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực dũng vừa nằm giới thống trị như biên tập viên tạp chí nữ doanh nhân phong he me trong giọng trung nhân luật sư dung xuân hoa trong tình sống nghĩa nặng công nhân nhà máy châu tông trong family fairy thông qua tình yêu đối với những phụ nữ này tiểu sinh hiện đại của châu nhuận phát thể hiện sự coi trọng tài năng tính cách của nữ giới hơn là vẻ đẹp hình thể sự thay đổi mang tính bước ngoặt về hình ảnh lãng mạn của Châu Dương Phát, không phải ngẫu nhiên mà đã được dự kiến trước qua những thay đổi nhanh chóng về vai trò giới tính trong xã hội. Cùng với tiến trình công nghiệp hóa diễn ra ở Hồng Kông, nhận thức về giới tính và mối quan hệ giới tính bắt đầu thay đổi vào những năm 1960. Khi có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động và thậm chí trở thành trụ cột gia đình. Dưới áp lực của công chúng, TPP đã viết lại đoàn kết của giọng trung nhân để tái hợp nhân vật Chin Wai của Châu Dung Phát và Phong Hai Men của Trịnh Du Linh. Tương tự, cốt truyện ban đầu của Family Fury, trong đó, Si Huy của Châu Dung Phát và Châu Tông của Trịnh Du Linh bị chia cắt, khi công chúng không hài lòng. Dẫn đến việc TVB nhận được một núi thư khiếu nại trọng chất. Vấn đề này buộc TVB phải quay lại đoạn kết và thêm cảnh Si Huy thổ lộ tình yêu của anh dành cho Châu Tông trước mộ cô. Qua các nhân vật này về sự phổ biến hình ảnh tiểu sinh hiện đại của Châu nhuận phát ở Hồng Kông cho thấy khán giả đề cao những ngôi sao nữ như Trình Du Linh. Cô đại diện cho sự đổi dậy của những phụ nữ hăng hái theo đuổi sự nghiệp, đồng thời mong muốn đàn ông biết coi trọng sự nghiệp của phụ nữ và chia sẻ nhận thức của họ về quan hệ giới một cách vận minh hơn. Điều thú vị ở đây là cho dùng phát đã thể hiện mong muốn đó thật tuyệt vời trong các bộ phim. Chính sức ảnh hưởng của Châu Dương Phát trên truyền hình đã góp phần hậu thuẫn mạnh mẽ cho yêu cầu bình đẳng giới đối với phái nữ tại Hồng Kông. Nếu đàn ông Hồng Kông là những trường phu tài năng của thời đại thì tại sao phụ nữ Hồng Kông lại không thể cùng tranh tài tạo nên dấu ấn thời đại của riêng họ? Ở ngoài đời, Châu Dương Phát là người hòa nhã trong đồng mọi người xung quanh và lịch thiệp với phụ nữ khi nhập vai trên phim, ông đã truyền thêm cảm hứng cho cuộc cách mạng giới của Hồng Kông thời hiện đại. Dẫu Hồng Kông là vùng đất cởi mở, giao thoa văn hóa giữa Đông Tây, nhưng ảnh hưởng của do giáo với sự trọng nam kinh nữ vẫn là nếp nghĩ ăn sâu về tinh thần xã hội Đông Á tại nơi này. Việc Châu Dũng Phát làm gương trên truyền hình về hình ảnh một mẫu đàn ông mới có trọng ý chí độc lập của phụ nữ, nhưng vẫn yêu họ một cách lãng mạn, ngay lập tức được giới trẻ ngưỡng mộ xem như chuẩn mực cư xử của thời đại mới. Với độ phụ sống dày đặc trên truyền hình, Châu Dương Phát đã vô tình định nghĩa một tiêu chuẩn mới về sự lịch lãm của đàn ông qua cách cư xử với phụ nữ và người yếu kém. Hoặc theo cách nói của dân Hồng Kông, đứng nằm như chân chính là phải như vậy. Nhìn từ khía cạnh xã hội, những điều thú vị tưởng như nho nhỏ này trong sự nghiệp của Châu Dương Phát lại không hề nhỏ bé nó đã góp phần trở thành tiền đề cho sức mạnh tổng hòa cả hai giới nam nữ trong xã hội hồng kông khuyến khích mọi công dân trở thành những nhân tố ưu tú của thời đại hội nhập cùng với những cải cách về giáo dục sự phát triển kinh tế thần tốc và ý thức ngày một cao của người dân bản địa về bản sắc hồng kông tất cả những điều này đã góp phần tạo nên sự phát triển thần kỳ của xã hội hồng kông lúc bấy giờ bản lĩnh thoát khỏi những lối mòn bắt đầu từ những năm 1950 sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đã biến Hồng Kông thành một trong bốn công đồng Châu Á vào những năm 1970 quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa thành phố đã thay đổi sở thích của công chúng đối với nội dung thông điệp truyền thông dinh quang dân tộc và hành động anh hùng không còn là nội dung được quan tâm hàng đầu trong các chương trình truyền hình Hồng Kông những năm 1970. Thay vào đó, các gia địa phương bắt đầu thể hiện sự ưa chuộng đối với những câu chuyện về hành trình cá nhân vươn lên các nước thang xã hội. Một chủ đề được thể hiện rất rõ trong nhiều bộ phim truyền hình của Châu Nhung Phát. Trên thực tế, sự thay đổi này được củng cố bởi ý thức ngày càng tăng về bản thân. Michael Coutin trong nghiên cứu về phim truyền hình Hồng Kông đã nhận định nhân vật Chin Wai của Châu Dụng Phát trong giọng trung dân thành công nhờ vào chăm chỉ lao động, từ dưng lên hơn là nhờ sự ưu ái hay hỗ trợ từ bạn bè hoặc gia đình. Do đó, nhân vật này được sáng tạo để thể hiện hình ảnh tích cực của thanh niên Hồng Kông. Cho người dân địa phương thấy bản thân họ được thể hiện như những công dân siêng năng, có học thức và tuân thủ luật pháp. Ngược lại, nhân vật A Chan, em trai của Chin Wai, là một nhân vật hại được thiết kế để đại diện cho người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc đại lục. Mang trong mình những đặc điểm như nghèo, đến từ nông thôn, lười biếng, kém nhân minh và thiếu tôn trọng pháp luật. Không giống giới hình ảnh tiểu sinh vốn thường có trong phim cổ trang, vốn không quá chú trọng, thậm chí là không có tính đặc thù bản sắc công dân dùng miệng. Các giai diễn trong phim truyền hình của Châu Dương Phát thể hiện rõ những nét đặc trưng của công dân Hồng Kông ở một góc độ nào đó châu Dương phát là một hình mẫu mang tính biểu tượng do đó càng củng cố lòng tự hào của dân địa phương về sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thành phố vì vậy châu nhuận phát ngôi sao thể hiện nhân vật trên hoài và nhiều giai diễn tương tự khác được xem là hình mẫu cho thanh niên hồng kông nói theo hình ảnh người hồng kông mẫu mực của châu nhuận phát không chỉ được tạo dựng thông qua các nhân vật ông đóng mà còn qua kinh nghiệm của ông trong các ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh. Khi ông chủ của show Project, Renren -ren tiếp quản vị trí giám đốc của TVB vào năm 1980 và dần chuyển trọng tâm kinh doanh từ show Project sang TVB. Cách làm phim cũ bắt đầu đi đến hồi kết trong ngành công nghiệp điện ảnh địa phương. Cùng lúc đó, ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông đã gửi mở hơn với những tài năng trẻ. Nhờ sự đầu tư ngày càng tăng từ giới nhà giàu, Nền công nghiệp điện ảnh Hồng Kông dần dần hồi sinh và bắt đầu chứng kiến sự phát triển của các sản phẩm độc lập. Đến cuối những năm 1970, có một sự chuyển dịch các tài năng, bao gồm nhiều đầu diễn mà sau này gọi là làng sông mới, cũng như các diễn viên từ ngành công nghiệp truyền hình sang ngành công nghiệp điện ảnh, điển hình là Châu Dũng Phát. Châu Dũng Phát bắt đầu làm việc trong điện ảnh địa phương từ đầu năm 1976 năm mà ông bắt đầu đạt được địa vị ngôi sao thông qua giới diễn trong phim truyền hình Cuồng Triều. Tuy nhiên, những nỗ lực ban đầu của Châu Dũng Phát trong ngành công nghiệp điện ảnh không thu hút được nhiều sự chú ý. Cuối cùng, Châu Dũng Phát đã quyết định tập trung phát triển sự nghiệp truyền hình. Nhưng ông không hoàn toàn hài lòng với sự phát triển cá nhân của mình tại TBB. Ngay cả khi đã đạt được địa vị cao nhất của ngôi sao truyền hình TBB, sau khi giọng trung nhân phát sóng, Châu dùng phát thẳng thắn phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tôi cũng có thời gian đi nghiên cứu các nhân vật đặc biệt là trong mảng phim truyền hình thường thì hôm nay tôi mới nhận được kịch bản cho các cảnh quay ngày hôm sau chúng tôi thường chỉ có một cuộc họp ngắn trước khi quay sau đó nhà sản xuất sẽ cho chúng tôi biết cần phải làm gì trong cảnh quay đó như vậy làm thế nào tôi có thể có thời gian để hiểu nhân vật trong khi đó với phim điện ảnh ít nhất tôi có được kịch bản trước khi quay. Ít nhất tôi biết mình đang làm gì. Không hài lòng với tình trạng sản xuất nhanh chóng theo kiểu mì ăn liền của ngành công nghiệp phim truyền hình. Châu Nhường Phát bày tỏ những băn khoăn của ông về chế độ sản xuất phim tại TVB. Ông cho rằng nó kìm hãm mức độ thấu hiểu nhân vật và sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp diễn xuất của ông. Năm 1980, khi nền điện ảnh Làng sống mới bắt đầu có tác động rõ rệt đến ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông, cho Duy Phát quyết định quay lại, hay đúng hơn là dấn thân với phim điện ảnh. Năm 1981, Châu Dương Phát được mời đóng vai chính trong bộ phim Hồ Diệt Đích Cố Sự The Story of Rurik của nữ đạo diễn Hứa An Hoa. Tuy nhiên, quyết định nhận vai diễn này của ông gặp phải sự phản đối từ TBB với tình hình Trịnh Thiếu Thu đi Đài Loan, Hoàng Nguyên Thân và Lưu Tuần Nhân chuyển đến ATV, còn Tả Hiền thì bước vào đội tuổi trung đi. TVB đã lần trước tình trạng thiếu hụt các ngôi sao tiểu sinh cho các chương trình và phim truyền hình. Trong khi đó, khán gia Hồng Kông đã dần thay đổi thị hiếu của họ từ phim truyền hình dài tập sang phim có độ dài trung bình từ 15 đến 25 tập. Sự thay đổi này làm tăng nhu cầu về các ngôi sao hàng đầu trong các chương trình khác nhau. Việc cạnh tranh giữa các đối thủ ATV và CTV, truyền hình thương mại, tiếp tục đòi hỏi TVB phải nhanh chóng sản xuất nhiều bộ phim truyền hình từ kịch bản gốc và điều này một lần nữa làm tăng nhu cầu về diễn viên. Vì vậy, TVB đã cố gắng ngăn Châu Nhuận Phát dẫn vai diễn trong bộ phim của Hứa An Hoa. Thế nhưng, Châu Nhuận Phát quyết tâm dẫn vai diễn này, bất chấp sự phản đối của TVB bằng cách dọa kiện TPP vì vi phạm hợp đồng. Châu Nhuận Phát cuối cùng đã có cơ hội đóng dây chính trong hồ diệt đích cố sự. Tuy nhiên chuyện này cũng khiến ông gặp khủng hoảng trong sự nghiệp diễn xuất của mình trong nửa đầu tập niên 1980. Châu Nhuận Phát đã thừa nhận vào năm 1994 mối quan hệ giữa TPP và tôi trở nên căng thẳng khi tôi rời đi. Điều đó có nghĩa là sự nghiệp diễn xuất của tôi có thể bị quỷ hoại. Người ta tin rằng sự bất đồng về hợp đồng giữa Châu Dung Phát với TBB khiến ông mất vài năm đóng băng sau khi TBB quyết định quảng bá và diễn viên nội bộ mới. Bị đóng băng là một kiểu trừng phạt. Đó là một khi diễn viên không được hãng phim quảng bá, không thể xuất hiện trong bất kỳ chương trình nào do hãng sản xuất. Vì diễn viên không được hợp tác với các hãng phim khác trong thời hạn hợp đồng độc quyền của họ nên hình thức đóng băng này khiến diễn viên phải đối mặt với một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn bất kể họ có phải là ngôi sao hay không hàng tháng chỉ nhận khoản lương cơ bản thấp thảm hại các diễn viên bị đóng băng đều phải ứng phó với áp lực tài chính vừa phải đối mặt với khả năng bị khán giả lãng quên vì gián mặt quá lâu một rủi ro có thể đe dọa sự nghiệp diễn viên của họ mặc dù châu dụng phát vẫn được phép xuất hiện trong một số chương trình của tvb sau khi xảy ra tranh chấp hợp đồng. Địa vị tiểu sinh hàng đầu của ông trong trường quay nhanh chóng được thay thế bởi các diễn viên mới vào giữa thập niên 1980. Trong số này có nhóm ngũ hộ gồm Quỳnh Nhật Hoa, Lương Triều Dĩ, Lương Đức Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Miếu Kiều Dĩ. So với các diễn diễn truyền hình đầu tiên của mình, những nhân vật của Châu Dương Pháp trong vài năm cuối tại TVB có tần suất xuất hiện ít hơn trước đó rất nhiều chủ yếu là do người đàn ông trung niên hoặc nhân dân phụ. Châu Dương Phát đã phải nhuộm tóc bạc và đóng vai thủ lĩnh giang hồ trung niên Lốc Tròn hình trong bộ phim truyền hình Đại Hương Cảng The Battle Among the Clans 1985. Trong một bộ phim truyền hình khác của TVB, Police Cadet 85, 1985, Châu Dương Phát thủ dây phụ Ginshin, chủ của năm chính Joanne Whitehead do Lương Trường Dị đóng. Trong bộ phim truyền hình TBB cuối cùng của mình, Dương Gia Tướng, The Jane Saga, năm 1985, có sự tham gia của ngũ hộ TVB Châu Nhuận Phát được giao một dây nhỏ là Lữ Đồng Tân, nhân vật trung niên, một trong tám người bất tử trong thần thoại đạo giáo Trung Hoa. Tất cả những giai phụ ở độ tuổi trung niên này cho thấy hình tượng tiểu sinh truyền hình của Châu Nhuận Phát đang lưu mở trong khi đó, Châu Dương Phát được chấp nhận là một diễn viên điện ảnh chân chính. Sau khi ông hai lần giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Mã Đài Loan và tại liên quan phim châu Á Thái Bình Dương cho vai diễn trong bộ phim Hồng Kông 1941. Cùng với sự di chuyển sang ngành công nghiệp điện ảnh và các thành tựu đạt được trên màn ảnh rộng, Châu Dương Phát ngày càng được khán giả Hồng Kông nhìn nhận như người đàn ông thành công và đức tính cần cù và ý thức từ cải thiện bản thân cao độ. Thực tế xã hội cho thấy người Hồng Kông trong những năm 1970 không muốn một anh hùng giả tưởng mà muốn một hình mẫu thực tế. Người có những thành công mà bản thân họ cũng có thể đạt được. Với kinh nghiệm của Châu Nhượng Phát trong ngành công nghiệp truyền hình và sự nghiệp trải rộng nhiều lĩnh vực đã toát lên hào quang của sự đáng tin cậy và thực tế. Đó truyền đi thông điệp rằng sự phi thường là trong tầm giới. Ông được nhiều khán giả địa phương xem là nguồn cảm hứng, chứ không phải là hình ảnh tưởng tượng về thành công. Nhận định này được củng cố bởi nhà phê bình phim Hồng Kông Su Khe vào năm 1987. Điểm thu hút nhất của Châu Dũng Phát là anh hoàn toàn thuộc về Hồng Kông. Anh là một ngôi sao nhưng đồng thời cũng rất chân thực. Và điều này khi khán giả có thể nhìn thấy bản thân họ qua hình ảnh của anh. Rất ít ngôi sao xây dựng được mối quan hệ này với khán giả cảm giác gần gũi đó có một phần đến từ sự nghiệp truyền hình của anh và một phần đến từ việc chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận anh. Chúng ta biết về những chặng đường của anh. Anh bắt đầu từ bậc thang thấp nhất, người lao động phổ thông nghèo, học lớp đào tạo diễn viên TBB. Và khi anh từng bước nỗ lực tiến lên, chúng ta đã ở đó để chứng kiến cả quá trình. Mặc dù Thành Long cũng là một bảo chứng doanh thu vòng dẹp, chúng ta lại không cảm nhận được sự thân quen này từ anh ấy thứ nhất chúng ta biết rất ít về lý lịch của thành long thứ hai anh trở nên nổi tiếng ở nước ngoài chứ không phải ở hồng kông anh chỉ trở về nước để phát triển sự nghiệp sau khi đạt được thành công ở nhật bản kỹ năng võ thuật giúp anh trở thành một nhân vật anh hùng hơn là một diễn viên mọi chuyện với châu nhùng phát thì ngược lại châu nhùng phát là người hùng trong lòng công chúng cả trên màn ảnh và đời thật nhưng đồng thời cho công chúng cảm giác người hùng này là bạn của họ. Châu Nhuận Phát, Hồng Kông 1941, biểu tượng chân thực của người Hồng Kông. Rõ ràng kinh nghiệm hoạt động trong mảng truyền hình của Châu Nhuận Phát, đặc biệt là các nhân vật trên màn ảnh nhỏ của ông, đã xây dựng nên cảm giác gần gũi giữa ngôi sao và cộng đồng bản địa. Trái ngược với Thành Long, người từng được ca ngợi như một anh hùng siêu thực. Châu Nhuận Phát đã cho khán giả thấy hành trình và khả năng của một tên niên Hồng Kông bình thường. Ông là người có thể ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống và sự không chắc chắn trên con đường sự nghiệp, trở nên thành công, biến bản thân thành một ngôi sao kiệt xuất. Sự nghiệp Châu Nhuận Phát cho thấy việc xuất hiện trên truyền hình tạo nên cây cầu núi gần gũi với khán giả không làm giảm đi sự phi thường của ngôi sao ngược lại nó tạo ra tiền đề để ngôi sao trở thành một biểu tượng mang tính bản việc. địa. Điều gì như vậy không phải ngôi sao nào cũng có thể tạo ra trong sự nghiệp. Như nhận xét của Silverstone, truyền hình là một phần của cuộc sống đời thực và quá trình xem các chương trình truyền hình được tích hợp vào không gian, thời gian và thực tế cá nhân của khán giả. Silverstone xem truyền hình như một phương tiện quen thuộc, một thành viên trong gia đình theo cả nghĩa bóng là nghĩa đẹp, khi nó được tích hợp vào mô hình quan hệ xã hội gần gũi hàng ngày. Ngoài ra, vì các hình thức giải trí khác, chẳng hạn như karaoke OK và trò chơi điện tử chưa phổ biến cho đến cuối những năm 1980, nên xếp truyền hình là một trong những cách giải trí quen thuộc nhất đối với người Hồng Kông trong hai tập niên 1970 và 1980. Giữa tư cách một ngôi sao truyền hình nổi tiếng trong thời kỳ đó. Châu Dương Phát xuất hiện thường xuyên trên phương tiện này. Mối liên hệ giữa khán giả và các nhân vật truyền hình của ông được thiết lập trong một môi trường thân mật, thân thiện và thoải mái hơn. Vì mà ảnh nhỏ giúp làm giảm khoảng cách giữa diễn viên và khán giả địa phương. Châu Dương Phát từng tâm sự trong một cuộc phỏng vấn. Tôi cảm thấy khán giả Hồng Kông xem tôi như một người bạn, chứ không phải là một biểu tượng có lẽ nhờ phim truyền hình tôi đã trở thành người thân trong nhà một người bạn của khán giả tôi không phải là anh hùng hay hiệp khách và tôi không có kiểu bí ẩn hay kiêu ngạo đó khán giả nhìn thấy tôi mỗi ngày tôi không che giấu điều gì vì khán giả coi tôi như một người bạn thật vậy đối với người dân hồng kông châu nhuận phát có lẽ là ngôi sao dễ gặp nhất khi nam diễn viên thường xuyên chọn các phương tiện giao thông công cộng khi đi lại và ông cũng được mọi người trao danh hiệu diễn viên thích chụp ảnh cùng người hâm mộ nhất chỉ cần trao google với từ khóa châu Duyên phát selfie ta sẽ gặp vô số những ảnh như vậy nam diễn viên chia sẻ rằng việc chụp ảnh chung với người hâm mộ sẽ đem đến niềm vui hạnh phúc cho người chụp và cho cả chính ông nếu bạn có thể làm cho một người khác cái hạnh phúc đó cũng chính là phúc phận của bạn. Có rất nhiều điều bất hạnh đang diễn ra trên trái đất này. Và nếu bạn có thể giúp cho ai đó cảm thấy hạnh phúc hơn trong giây lát, thì đó cũng là một điều rất hữu ích. Có lẽ không có cô gái hay chàng trai Hồng Kông nào xem Châu dùng phát là một biểu tượng theo kiểu trường quốc dinh hay mai diễm phương. Đó là vì Châu Dũng Phát hiện diện trong cuộc sống thực của họ và không ai xem đứa con trai nhà hàng xóm đã biểu tượng có một điều gì đó phi thường cả. Chúng ta có thể kết luận rằng sức hút của ngôi sao Châu Nhuận Phát có liên quan mật thiết đến sự gần gũi của ông với cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Người Hồng Kông không phải đang xem một diễn viên đóng vai tiểu sinh được lý tưởng hóa trên màn ảnh, mà họ đang chứng kiến, kiến sự trưởng thành của một thanh niên đến từ chính cộng đồng của họ. Châu Dương Phát chỉ là giấc mơ có thực, giấc mơ gần gũi trong cuộc sống của người Hồng Kông. Chính sự không phi thường đó lại tạo nên một châu nhuận phát phi thường trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn người Hồng Kông bắt đầu đặt câu hỏi về bản sắc của họ hơn bao giờ hết. Sự tiến bộ kinh tế nhanh chóng đã biến Hồng Kông thành một đô thị phồn vinh vào những năm 1970, trong khi Trung Quốc đại lục đang phải loay quay với cơ sở hạ tầng nghèo nàn, thiếu các dịch vụ công cộng và một hệ thống tài chính hỗn loạn sau 10 năm cách mạng văn hóa mặc dù những cải cách kinh tế ở Trung Quốc đại lục bắt đầu vào năm 1978, nhưng điều kiện sống và đời sống vật chất ở Hồng Kông tiến bộ hơn nhiều so với ở Trung Quốc đại lục. Trong bối cảnh này, người Hồng Kông bắt đầu đặt câu hỏi về bản sắc của mình. Tư tưởng chính trị khác nhau của Hồng Kông và Trung Quốc đại lục cũng khiến người dân Hồng Kông suy xét lại về vấn đề là người Trung Quốc. Đặc biệt là khi tin đồn chính phủ Trung Quốc và chính phủ Anh đang đàm phán về việc trao trả chủ quyền Hồng Kông rộ lên vào cuối những năm 1970. Bên cạnh đó, tin tức về việc trao trả chủ quyền cũng nhắc nhở công dân Hồng Kông về bản chất thuộc địa của thành phố này. Khi phát hiện mình không thể tham gia vào các cuộc đàm phán sino ristic diễn ra từ năm 1982, người Hồng Kông xem đây là một lời cảnh tỉnh về tiếng nói chính trị của họ trong tư cách công dân Hồng Kông. Trình trạng chính trị đặc biệt của thành phố thành tựu kinh tế đáng chú ý và mối quan tâm của cộng đồng về tương lai hồng kông đều là những yếu tố khiến người dân địa phương củng cố mong muốn kiểm soát cộng đồng của mình với vai trò là một thanh niên hồng kông thành công với nỗ lực đưa sự nghiệp diễn xuất của mình trải động khắp ngành truyền thông châu dũng phát mang đến cho khán giả địa phương niềm hy vọng rằng thanh niên hồng kông có thể định đoạt số phận của chính mình sự nổi tiếng của châu dũng phát ở hồng kông không thể tách rời khỏi sự nghiệp phim truyền hình trong thời kỳ đầu của ông và nhận thức ngày càng tăng của người Hồng Kông về bản sắc của họ. Sự phổ biến của TV vào giữa những năm 1970 đã tạo ra một lượng lớn khán giả và người hâm mộ cho ngôi sao truyền hình Hồng Kông. Với vai trò một ngôi sao kiểu tiểu sinh hàng đầu tại TVB, Châu Dương Phát đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình được chiếu vào các khung giờ vàng việc xem các ghi diện của châu dương phát trên màn ảnh nhỏ đã trở thành hình thức giải trí phổ biến trong đời sống hàng ngày hình ảnh tiểu sinh hiện đại của châu dương phát không chỉ giúp ông bước đầu đạt được vị trí ngôi sao mà còn thỏa mãn nhu cầu của công chúng về những chương trình truyền hình phản ánh cuộc sống của người dân địa phương bình thường không giống với hình tượng tiểu sinh tiền hiện đại vốn thể hiện mối liên hệ tưởng tượng giữa quá khứ xa xôi hình ảnh tiểu sinh hiện đại của châu dương phát thường hướng về hiện thực và tạo ra cảm giác gần gũi. Mặc dù địa vị ngôi sao truyền hình của Châu Nhuận Phát được kiểm soát tốt bởi hệ thống bản biến ngôi sao của đài TVB, hình ảnh thanh niên thành thị lãng mạn của ông lại là kết quả của sự hợp tác giữa khán giả bản địa, nhận thức của người hâm mộ về những thay đổi trong xã hội Hồng Kông và cơ chế phân dài của hãng phim. Khi nền kinh tế Hồng Kông phát triển nhanh chóng, khán giả địa phương bắt đầu kỳ vọng một biểu tượng mới có thể đại diện cho tinh thần đô thị hiện đại của thành phố này. Trong khi cơ chế phần dài trong ngành công nghiệp phim truyền hình Hồng Kông vẫn chú trọng vẻ bề ngoài và sức hấp dẫn cả hai giới của năm chính, sự thay đổi trong hình ảnh tiểu sinh của châu Dương Phát phản ánh những thay đổi xã hội đang diễn ra tại Hồng Kông. Thành phố này đang trải qua quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và có nhận thức về sự thay đổi chính trị ngày càng tăng. Tuy các dây diễn trong các bộ phim truyền hình làm giảm tính phi thường của hình tượng Châu Nhuận Phát. Nhưng chúng lại mang đến cho người dân địa phương cơ hội theo dõi quá trình một thanh niên thay đổi và tự kiểm soát xuất phận của mình qua màn ảnh nhỏ. Sự nổi tiếng của hình ảnh tiểu sinh Châu Nhuận Phát đã đáp ứng các dòng thành công của người dân địa phương, phù hợp với nhận thức của họ về bản thân và xã hội Hồng Kông. Từ diễn viên truyền hình đến siêu sao điện ảnh Hồng Kông, Châu Nhuận Phát là một diễn viên tài hoa hứa an hòa đạo diễn trong vai trò một diễn viên chuyên nghiệp cho nhuận phát rất đặc biệt Ringo Blaine, đạo diễn Châu nhuận phát là một diễn viên đa năng có lẽ cũng là diễn viên giỏi nhất ở hồng kông những năm 1980 david borwell học giả điện ảnh những phát biểu trên cho thấy hình tượng diễn viên tài năng của châu dù phát đã được các chuyên gia điện ảnh công nhận cả trong lẫn ngoài ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông. Điều này cũng được xác nhận qua danh sách rất nhiều giải thưởng diễn xuất mà Châu Dung Phát giành được từ năm 1985 đến năm 1996. Châu Dung Phát được đề cử gần như hàng năm, thậm chí có những năm ông còn nhận được hai đến ba đề cử với các vai diễn trong nhiều thể loại phim khác nhau, bao gồm nhạc kịch, hành động, hài, lãng mạn, phim kinh dị tiểu sử và phim điện ảnh phương Tây. Châu Dũng Phát thật sự là một trong những diễn viên linh hoạt và được quan nghênh nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông. Địa diện của sao truyền hình hàng đầu vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 của Châu Dũng Phát đã giúp ông mở ra cánh cửa đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, như bộ phim điện ảnh đầu tiên của ông như Massacre 1976 Before Day, before Night 1977 và Miss O 1978 chỉ ban lại cho ông danh tiếng thuốc độc phòng dè. Mãi đến năm 1986, Châu Dùng Phát mới đạt được cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất cũng như thành công thương mại trong bộ phim Bản sắc anh hùng A Better Tomorrow của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Kể từ đó, hình ảnh Châu Dùng Phát như một ngôi sao điện ảnh lớn. Một diễn viên tài năng đã được tung hô rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Cuối thập niên 1970 và nửa đầu thập niên 1980 có thể được xem là thời kỳ quan trọng mà trong đó hình ảnh ngôi sao của Châu Dương Phát được tái xây dựng từ ngôi sao truyền hình thành ngôi sao điện ảnh. Để hiểu hình ảnh diễn viên của Châu Dương Phát, chúng ta cần xem xét trong bối cảnh xã hội và lịch sử rộng lớn hơn của điện ảnh Hồng Kông. Chúng ta không thể hiểu diễn xuất của diễn viên và sự sáng tạo nhân vật của họ nếu không có hiểu biết về thực tiễn ngành công nghiệp phim điện ảnh và nhu cầu của khán giả trong một thị trường cụ thể kỹ năng diễn xuất thường quyết định sức hút của diễn viên trên màn ảnh và ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của họ việc chuyển đổi hình ảnh đại chúng của châu nhuận phát từ một ngôi sao truyền hình sang ngôi sao điện ảnh cùng với những cuộc thảo luận công khai về diễn xuất của ông mang đến góc nhìn mới về thay đổi của nền điện ảnh hồng kông trong mối tương quan với những thay đổi xã hội diễn ra ở thành phố này đầu những năm 1980. Vậy chính xác thì điều gì đã giúp cho Dũng Phát xây dựng danh tiếng diễn viên tài năng? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần biết một chút về lịch sử điện ảnh Hồng Kông. Kể từ năm 1932, khi ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông bước vào kỷ nguyên âm thanh, phim, tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông, đã trở thành hai dòng phim chính thống của điện ảnh địa phương. Mặc dù khác nhau về ngôn ngữ, phân khúc thị trường và cách sản xuất, cả hai dòng phim này đều có một điểm chung. Đó là phong cách diễn xuất chịu ảnh hưởng rất lớn từ sân khấu kịch Trung Quốc. Trong những năm đầu của nền điện ảnh tiếng phổ thông ở Hồng Kông, lối diễn xuất của diễn viên thường chú ý kiểm soát chuyển động, dịp điều, cử chỉ cơ thể và biểu cảm trên khuôn mặt, giống với tiêu chí của nghệ thuật sân khấu. Trong khi đó, để điện ảnh tiến Quảng Hồng Kông. Ngay từ đầu đã nhìn thấy tiềm năng chiếm lĩnh thị trường của các tác phẩm chuyển thể từ những vở tuồng truyền thống Trung Quốc. Nhiều bộ phim tiến Quảng thời kỳ này chỉ cần khoảng 7 ngày cho toàn bộ quá trình sản xuất, bao gồm cả quay phim và hậu kỳ, và được xem như một video ghi lại các màn trình diễn của các ngôi sao sân khấu. Từ những năm 1950 đến đầu những năm 1970, phim ảnh tiếng trung phổ thông quan thoại và tiếng quảng đông tiếp tục phát triển và chịu ảnh hưởng của nhà hát trong thời kỳ này phần lớn phim tiếng quan thoại đều theo hai thể loại phổ biến nhất đó là phim truyền hình cổ trang và phim võ thuật trái ngược với sự thịnh vượng của nền điện ảnh quan thoại dũng có sự hỗ trợ tài chính từ các hãng phim lớn nền điện ảnh tiếng quảng dần mất đi sự hấp dẫn với công chúng địa phương do chất lượng kém và có quá nhiều kịch bản tương tự nhau. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều chương trình truyền hình tiếng Quảng Đông từ giữa những năm 1960. Số lượng phim tiếng Quảng được sản xuất giảm mạnh hàng năm, đến mức chỉ có một phim được sản xuất vào năm 1971 và không có phim nào được sản xuất vào năm 1972. Năm 1973, một bộ phim hài mang tên The How of 72 Tonnet năm 1973 được phát hành và khán giả địa phương đón nhận nhiệt tình đánh dấu sự trở lại của điện ảnh tiếng Quảng đông tại thị trường phía hồng kông những năm tiếp theo cần lưu ý rằng the house of seven theo bộ phim tiếng Quảng đông duy nhất được sản xuất năm 1973 là một tác phẩm được làm lại từ bộ phim cùng tên của trung quốc đại lục vốn được chuyển thể từ một vở hài kịch sân khấu nổi tiếng do nhà hát hại Dagon Trường Hải giới thiệu vào năm 1958. Cũng trong giai đoạn này, thế hệ công dân hậu chiến tranh lớn lên và trở thành một nhóm khán giả chính của phim điện ảnh. Thế hệ trẻ này được giáo dục trong môi trường có nhiều cơ hội tiếp xúc với truyền thông phương Tây và cuộc sống thành thị ở Hồng Kông. Theo nhiều học giả điện ảnh, chính điều này đã bắt đầu định hình bản sắc văn hóa Hồng Kông. Hệ quả là bối cảnh nông thôn cấu trúc đạo đức xã hội truyền thống lấy gia đình làm cơ sở và các câu chuyện lịch sử trong phim điện ảnh võ thuật các bộ phim truyền hình và hài kịch không còn đáp ứng được kỳ hiếu của nhóm khán giả này tuy nhiên ngành công nghiệp phim bảo thủ vào giữa những năm 1970 đã không nhận ra sự thay đổi này và cũng dè dặt trong việc thuê những tài năng mới trừ vài trường hợp đặc biệt như Huy Brody năm 1977 chính quyền Hồng Kông đã nới lỏng sự kiểm duyệt về hình ảnh gợi cảm và cảnh bạo lực trên các phương tiện truyền thông địa phương. Khi nền điện ảnh tiến quảng ở Hồng Kông bước vào thời kỳ đình trệ vào giữa những năm 1970, nhiều hãng phim địa phương đã cố gắng thu hút khán giả trở lại rạp bằng những bộ phim gợi tình hơn là tìm cách cải thiện chất lượng kịch bản và thiết kế nhân vật. Giữa bối cảnh như vậy, không khó để hiểu tại sao một số bộ phim của Châu Dương Phát ở đầu thời kỳ này được quảng bá như phim truyền hình dành cho người lớn. Như đã đề cập trong chương trước, Châu Nhuận Phát bắt đầu làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh địa phương vào năm 1976. Trong vòng 2 năm, ông đã đóng tả bộ phim cho Golden Film Hồng Kông LGD. Các tài liệu quảng cáo cho thấy phần lớn các phim này sử dụng yếu tố tình dục và bạo lực để thu hút sự chú ý của công chúng. Mặc dù Châu Nhuận Phát gần như không xuất hiện trong các cảnh dạy cảm như giai diễn trong bộ phim best for day best for night các tài liệu quảng cáo thường giao giấu thông tin đó bằng cách không tiết lộ cho khán giả biết giai diễn mà ngôi sao đóng trong phim đôi khi châu dùng phát chỉ xuất hiện trong một vai rất nhỏ hoặc vai phụ trong các bộ phim như miss o và best for day best for night nhưng tên của ông lại thường xuất hiện ở đầu danh sách diễn viên trong các tài liệu quảng cáo và ở phần mở đầu phim. Như thể ông là nam chính. Sự đánh cháo này rõ ràng đã thể hiện ý đồ của Golden Film. Đó là lợi dụng sự nổi tiếng bên mảng phim truyền hình và sức hấp dẫn của Châu Dũng Phát để thu hút khán giả đến chặt. Và khi Châu Dũng Phát thật sự có phô diễn cơ thể của mình trong một bộ phim, hãng phim lập tức biến điều này thành yếu tố cầu khách một cách lộ liệu. Trong cả hai trường hợp, Châu Dũng Phát và các nhân vật của ông đã trở thành một phần của nhãn mát người lớn phục vụ cho chiến lược quảng bá sản phẩm. Những bộ phim như thế này không quan tâm đến việc quảng bá cho nhuận phát như một diễn viên có thực lực mà chỉ đơn giản là tiếp tục khai thác hình ảnh trong nhuận phát như một chàng trai trẻ và quyến rũ. Không khác gì hình ảnh tiểu sinh, vốn để giúp anh trở thành một ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Tuy nhiên, yếu tố tình dục và bạo lực không cứu được thị trường điện ảnh địa phương. Trên thực tế, nhiều bộ phim điện ảnh thời kỳ đầu của Châu Dương Phát đã thất bại tại phòng vé. Phản ánh này chứng tỏ sự tập trung một chiều vào vẻ ngoài quyến rũ của diễn viên không đủ để thu hút khán giả địa phương, bao gồm cả người hâm mộ Châu Dương Phát trên truyền hình. Thất vọng với cách làm việc này của ngành công nghiệp điện ảnh, Châu Dương Phát quyết định tập trung vào sự nghiệp phim truyền hình địa phương và không tham gia bất kỳ bộ phim điện ảnh nào trong gần 2 năm. Tình hình chỉ bắt đầu thay đổi vào cuối những năm 1970. Trước những thành tựu của các tài năng trẻ như Hứa ăn Hoa và Từ Khắc trong ngành truyền hình, các hãng phim bắt đầu xem xét lại chiến lược sản xuất của họ sau khi ngành công nghiệp điện ảnh trải qua vài năm trì trệ. Bên cạnh việc kết hợp nhiều thể loại phim phổ biến với nhau, các hãng phim cởi mở hơn với việc đầu tư vào các thể loại phim khác, chứ không còn quanh quẩn với phim võ thuật phim truyền hình nhiều tập và phim hài. Ngoài ra, sự suy yếu của hệ thống hãng phim khiến nền điện ảnh tiếng quan thoại ở Hồng Kông đi xuống và góp phần làm tăng hình thức sản xuất phim độc lập. Một số lượng đáng kể các tài năng truyền hình trẻ tuổi đã lớn sân sang mà ảnh rộng. Không giống như thế hệ các nhà làm phim lớn tuổi hơn như Lý Hằng Tượng, Hồ Kim Thuyên và Trương Triệt. Dũng đến từ Trung Quốc đại lục hoặc Đài Loan. Những nhà làm phim trẻ này là người Hồng Kông bản địa hoặc lớn lên ở Hồng Kông từ nhỏ. Nhiều người trong số họ được đào tạo kiến thức chuyên môn về phim và quá trình sản xuất phim ở nước ngoài. Thế hệ những nhà làm phim mới này được biết đến với những ý tưởng mới mẻ về điện ảnh và mối quan tâm của họ đối với xã hội địa phương. Họ sớm mang đến cái gọi là làng sống mới cho nền điện ảnh tiếng quảng đông ở Hồng Kông. Họ rất chịu khó thử nghiệm giờ đó đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm xem phim mới mẻ trong những năm đầu thập niên 1980. Trong bối cảnh đó, Châu dùng Phát trở lại ngành công nghiệp điện ảnh vào năm 1980 và các vai diễn trên màn ảnh rộng của ông trở nên đa dạng hơn, phù hợp với sở thích của thế hệ các nhà làm phim trẻ. Một thay đổi rõ ràng mà thế hệ các nhà làm phim trẻ mang lại là sự nhấn mạnh vào cảm xúc của nhân vật. Một điều được thể hiện rõ qua nhiều bộ phim của Châu dùng Phát vào đầu những năm 1980. Chẳng hạn, tờ rơi quảng cáo cho bộ phim Hồ Diệp Đích Cố Sự 1981 đã thể hiện một số cảnh phim như vậy. Trong đó có cảnh nhân vật Hồ Diệp của Châu Dũng Phát ôm người bạn tị nạn, Sum Chin do Trung Sơ Hồng đóng Nắm tay người bạn, Lê Láp Quang do Mâu Kiên Dân đóng Qua tấm vách lưới giữa họ, của người bạn Phố Tạo, sạt do La Liệt đóng Chiến đấu với băng đảng Giang Hụt và buồn bã ôm một cậu bé trong tay khi đang ngồi trên một chiếc thuyền tì nạn nhỏ. Những hình ảnh này thể hiện sự phức tạp của câu chuyện, của tâm lý nhân vật, chứ không xoay quanh ngoại hình thu hút của châu Nhuận Phát. Từ đó hé mở cho khán giả biết các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống đầy kịch tính của nhân vật chính. Không những vậy, những cụm từ khóa như mất mát, trôi giạt, nguồn cội và tuyệt dòng được lập đi lặp lại với tác dụng hướng sự chú ý của người đọc những tranh đấu của nhân vật trong hành trình đi tìm bản thân. Sự tập trung vào cảm xúc phức tạp của nhân vật và các mối quan hệ xã hội đã đề cập nhiều lần trong các bài phê bình phim và các cuộc thảo luận về những thay đổi trong xã hội Hồng Kông. Đối với nhiều nhà phê bình, cảm xúc mãnh liệt trong các nhân vật của Châu Nhuận Phát là một biểu hiện của tâm lý xã hội trong những năm đầu tập niên 1980. Theo các nhà phê bình phim này, trải nghiệm của nhân vật đã nhắc nhở người Hồng Kông về bản sắc của họ trong một lãnh thổ thuộc địa, gợi lên cảm giác về cội nguồn, không cội nguồn, hy vọng, tuyệt vọng và gia đình dù gia cực. Sự thay đổi về hình ảnh trong dựng phát trong các tài liệu quảng cáo cũng như cách các báo viết về các bộ phim của ông cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh và thị trường của Hồng Kông bắt đầu chuyển sự chú ý từ vẻ ngoài ưa nhìn sang cách ông thể hiện cảm xúc của nhân vật. Theo cách này, sự phong phú trong cách diễn đạt biểu cảm nhân vật chính là phép thử kỹ năng diễn xuất của Châu Dũng Phát. Phép thử này đã đưa Châu Dũng Phát lên một tầm cao xứng đáng với tài năng của mình. Giải mã sức hút diễn xuất Châu Dũng Phát. Tôi nghĩ sự nổi tiếng của Châu Dũng Phát chủ yếu là kết quả của việc khán giả say đắm những cảm xúc mạnh mẽ mà anh thể hiện của các nhân vật trên màn ảnh. Anh cũng có ngoại hình thu hút và kỹ năng diễn xuất cực kỳ giỏi. Có khả năng biến như kênh phim tầm thường nhất nên thú vị. CK, Nhà phê bình phim Nhận định trên cho thấy sức hút màn ảnh của Châu Dương Phát không chỉ dựa vào ngoại hình mà quan trọng hơn là dựa vào diễn xuất của ảnh. Yếu tố đáp ứng kỳ vọng của khán giả địa phương về một nhân vật được diễn tròn vai và thể hiện những cảm xúc phức tạp. Tuy nhiên, người ta có thể lập luận rằng một diễn viên không nhất thiết trở thành một diễn viên giỏi chỉ bằng một giai diễn đa sầu, đa cảm đối với công chúng, khả năng mang đến một màn trình diễn thuyết phục là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự chuyên nghiệp của một diễn viên. Một màn diễn xuất tốt không hoàn toàn phụ thuộc vào diễn viên và trong nhiều trường hợp thì cảm nhận của diễn viên rất khác với những gì khán giả tin vào. Theo hướng này, các bài phê bình phim cho chúng ta thấy nhận thức của cộng đồng địa phương về diễn xuất của Châu Dương Phát tại thời điểm đó. Trong các bài phê bình của CK và Hoàng Si về Hồ Diệt Đích Cố Sự. Cả hai nhà phê bình đều sử dụng các từ như cảm động và thuyết phục để mô tả diễn xuất của Châu Nhuận Phát. Theo họ, Châu Nhuận Phát truyền đạt cảm xúc mạnh mẽ của nhân vật một cách hoàn hảo thông qua diễn xuất tinh tế của ông. Tương tự, nhà phê bình Quy Phu Huy nhận xét rằng Châu Nhuận Phát và các bạn diễn của ông trong bộ phim Hồng Kông 1941 đã làm một công việc tuyệt vời khi mang đến một màn trình diễn thuyết phục và ấn tượng. Bình luận từ các chuyên gia đều cho rằng Châu Dương Phát có khả năng diễn tròn vai và thể hiện được những cung bậc cảm xúc của nhân vật. Các bài viết của những nhà phê bình phim về diễn xuất của Châu Dương Phát trong các bộ phim hậu 1980 của ông có tư tưởng tương đồng với nội dung của các tài liệu quảng cáo phim. Thay vì nhấn mạnh quá nhiều vào ngoại hình, sự quyến rũ hình thể của Châu Dũng Phát như trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh đầu tiên của ông. Các bộ phim điện ảnh sau những năm 1980 của Châu Dũng Phát đã chú ý nhiều hơn đến thực lực diễn xuất của ông. Dù vài bộ phim trong số đó có yếu tố gợi tình rõ ràng như Qua Thành, The Blast F. mươi 1983 và Mộng Trung Nhân Dream Lover 1986. Cụ thể, tài liệu quảng cáo ban đầu cho hoa thành đã tiết lộ rằng nhân vật của châu dùng phát là người đàn ông đa tình và luôn mờ mịt về cuộc sống của mình tài liệu này cũng sử dụng cuộc hôn nhân ngắn ngủi của châu dùng phát với được diễn viên dư an an lý do chia tay không hợp tính cách dư an an thích ồn ả tiệt tùng còn diễn viên châu dùng phát thì không để gợi ý bản thân ông cũng là người tìm đến nhiều mối quan hệ tình cảm lãng mạn khác nhau để che giấu cảm giác bất an. Điều tương tự có thể được nhìn thấy trong tập sách quảng cáo cho Khuynh Thành Chi Luyến Love in Fallen City 1984. Trong đó, một bài viết có tựa đề Triết lý tình yêu của Châu Nhuận Phát nhấn mạnh rằng Châu Nhuận Phát và giai diện của anh có nhiều điểm tương đồng về sự đa tình cũng như thái độ đối với các mối quan hệ lãng mạn quảng cáo này ẩn ý rằng tin đồn về mối quan hệ lãng mạn của châu Dũng phát và bạn diễn mâu khiên nhân cũng chính là bạn gái đầu tiên của châu Dũng phát có thể là sự thật trường hợp giai diễn phản ánh diễn viên này rõ ràng cho thấy châu nhuận phát hoàn toàn phù hợp với các nhân vật mà ông diễn như nhà phê bình richard dyer đã mô tả tuy nhiên khái niệm của dyer về sự phù hợp hoàn hảo cũng gợi ý rằng các định hình nhân vật của châu dụng phát là dựa vào sự cá nhân hóa, tức là gia diễn cho thấy những đặc điểm của bản thân diễn viên. Sự cá nhân hóa này thường dẫn đến nhận thức cho rằng diễn viên tự nhập gia chính mình và trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với danh tiếng chuyên nghiệp của một ngôi sao. Nó khơi gợi những chỉ trích về việc diễn viên không có khả năng đóng vai người khác mà chỉ có thể diễn chính bản thân mình trên màn ảnh. Nhiều nhà nghiên cứu điện ảnh trong đó có Barry King, nhận định rằng diễn xuất tốt có nghĩa là tính cách thật của diễn viên sẽ biến mất trong giai diễn, từ đó tạo thành khái niệm nhập vai. Nhà phê bình McDonald cũng có quan điểm tương tự khi cho rằng yếu tố quyết định sự chuyên nghiệp của diễn viên chính là khả năng nhập vai chứ không phải khả năng cá nhân hóa nhân vật. Các lập luận này đều nhấn mạnh sự khác biệt giữa diễn viên và nhân vật có thể cho thấy khả năng diễn xuất của diễn viên ở mức nào. Theo đó, sự chuyên nghiệp của diễn viên thường được đánh giá bởi khả năng loại bỏ những khác biệt này bằng cách biến mình thành nhân vật, thay vì biến đổi nhân vật cho phù hợp với bản thân. Điều thú vị là, mặc dù các tài liệu quảng cáo cho những bộ phim của chồng dùng phát vào đầu những năm 1980 đã tung hô thực lực diễn xuất của ông bằng cách nhấn mạnh vào sự tương đồng giữa ông và các giai diễn của ông chúng cũng đồng thời làm nổi bật sự khác biệt giữa hai hiện tượng này. Đây chính là sự khác biệt về chiến lược quảng bá ngôi sao giữa các bộ phim điện ảnh thời kỳ làn sống mới với những bộ phim đầu tiên của Châu Dũng Phát. Trong tập sách quảng cáo cho Hoa Thành, bối cảnh gia đình giàu có, nền tảng giáo dục đại học ở nước ngoài và tính lý tưởng của nhân vật hoàn toàn trái ngược với xuất thân trụ tầng lớp lao động, trình độ học vấn hạn chế và thái độ sống thực tế của Châu Dũng Phát. Chiến lược này cho thấy nên điện ảnh làng sông mới không có ý định bỏ qua hoặc xem nhẹ sự khác nhau giữa hình tượng ngôi sao Châu Nhuận Phát và hình ảnh nhân vật trong phim. Thay vào đó, sự khác biệt này được tận dụng để quảng bá năng lực diễn xuất của Châu Dung Phát. Người có thể xử lý những xung đột đó bằng cách cam kết quá thân vào gia diện. Trong khi khả năng thể hiện cái nhân vật đa cảm của Châu Nhuận Phát đã được các nhà phê bình công nhận phong cách diễn xuất cũng đã định hình danh tiếng diễn viên của ông. Trên các phương tiện truyền thông địa phương, diễn xuất của Châu Nhuận Phát thường được mô tả là tự nhiên, không gượng ép và mới mẻ. Theo Ben Binchen, các nhân vật mà Châu Nhuận Phát tạo ra không chỉ là hình ảnh mà là những con người thật với linh hồn riêng. Tương tự, đạo diễn Ngô Vũ Sam nhận xét, Châu Nhuận Phát rất có chủ ý, rất dân thực, diễn xuất của anh rất đa dạng và sống động anh ấy có khả năng quan sát đáng ngạc nhiên. Những nhận xét về năng lực diễn xuất của Châu Dung Phát được đưa ra sau khi anh đã tái dựng địa vị ngôi sao cực kỳ thành công của mình tại thị trường Hồng Kông nhờ bộ phim Bản sắc anh hùng năm 1986. Trên thực tế, diễn xuất của Châu Dung Phát không phải lúc nào cũng nhận được lời khen ở giai đoạn trước năm 1986. Mặc dù ông đã giành được một số giải thưởng diễn xuất vào đầu những năm 1980, nhà phê bình phim Chuyên Giao Chuyên đã chỉ trích gây gắt diễn xuất của Châu Dũng Phát trong khuynh Thành Chi Luyến là cứng nhắc, lời thoại đơn giản và nhàm chán. Xét về những ý kiến khác nhau đối với diễn xuất của Châu Dũng Phát, đạo diễn Dương Tinh đã có một nhận định, định sâu sắc về sự thay đổi phong cách diễn xuất của ngôi sao này. Ma lực trong diễn xuất của Châu Dũng Phát là gì? Hãy để tôi nói cho bạn biết, đó chính là đôi mắt và thái độ không quan tâm trên gương mặt anh ấy vì sự bất tận này anh diễn xuất tự do và tự nhiên tuy nhiên vẻ không quan tâm của anh không phải là bẩm sinh anh đã cường điều gia diễn của mình trên truyền hình cho đến khi nắm bắt được bản chất của sự bất tận và sự tự nhiên trong võng trung nhân và bến thương hại. vấn đề cường điệu gia diễn lặp lại khi cho nhuận phát gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh cá nhân tôi nghĩ rằng diễn xuất của anh trong Hồ diệt đích cố sự là dở tệ cũng như gia diễn trong quân thành chi luyến vì anh đã tỏ ra sự để tâm quá nhiều tuy nhiên anh đã giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất cho gia diễn trong hồng kông 1941 ngay khi anh từ bỏ sự chú tâm quá mức kể từ đó anh đã nhận ra tầm quan trọng của phong cách diễn xuất bất cần không quan tâm nhập dài một cách tự nhiên như hơi thở từ những bình luận trên chúng ta có thể thấy mặc dù châu nhuận phát đã được giới thiệu là một diễn viên giỏi trong nhiều bộ phim sau những năm 1980 nhưng ông không thật sự được công nhận là một diễn viên giỏi trong ngành điện ảnh cho đến khi vượt qua xu hướng cường điệu giai diễn và nhận thức được tầm quan trọng của cái mà Sifri Kakao gọi là tự nhiên như hơi thở. Như đã đề cập trong phần đầu của chương này, trước diễn năm 1970, phong cách diễn xuất trong phim điện ảnh Hồng Kông cả tiếng quảng đông và quan thoại chịu nhiều ảnh hưởng của nghệ thuật nhà hát. Vào thời điểm đó, thường chỉ có người phương Tây và giới thượng lưu Trung Quốc giàu có, có học thức mới đi xem phim nước ngoài. Song song với quá trình cải cách giáo dục và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, ngày càng nhiều công dân trẻ địa phương tiếp cận với điện ảnh phương Tây ở Hồng Kông. Trong những năm 1960 và 1970 nhiều sinh viên địa phương đã thể hiện niềm đam mê điện ảnh của họ bị ảnh hưởng bởi các bộ phim underground của mỹ và phong trào làn sóng mới của pháp vì các cơ sở giáo dục sau trung học ở hồng kông không cung cấp các chương trình đào tạo chính thức về phim ảnh trong giai đoạn này nhiều người trẻ quyết định học chuyên ngành này theo hướng phê bình phim hoặc sản xuất phim ở nước ngoài đặc biệt là ở mỹ và châu âu cần lưu ý chủ nghĩa hiện thực bắt đầu len lỏi vào các đạp chiếu phim ở châu Âu, Mỹ vào những năm 1960. Khi nhóm du học sinh này trở về Hồng Kông và gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh với tư cách là một thành viên của nhóm đạo diễn làng sống mới. Quá trình học tập và tiếp xúc với truyền thông phương Tây đã ảnh hưởng đến sự hiểu biết về thẩm mỹ phim và về nhận thức của họ đối với diễn xuất trên màn ảnh. Châu Nhuận Phát từng nhận định trong một cuộc phỏng vấn một diễn viên cần học cách tự điều chỉnh để tạo ra một nhân vật không chỉ phù hợp với ý tưởng sáng tạo của riêng mình mà còn phù hợp với sự sáng tạo của những thành viên khác trong đoàn làm phim như đạo diễn và biên kịch ông cũng thừa nhận rằng mình đã cố gắng học các kỹ thuật diễn xuất khác nhau bằng cách xem phim của các diễn viên khác để cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình điều này cho thấy ông đã có ý thức áp dụng các chiến thuật khác nhau để loại bỏ hoặc ít nhất là giảm bớt sự khác biệt tính cách giữa ông và nhân vật. Ngoài việc nỗ lực học hỏi từ những người khác để cải thiện các kỹ năng diễn xuất của mình, có thể thấy khả năng phớt đời của Châu Dũng Phát có liên quan đến việc kiểm soát kỹ năng diễn xuất của ông và bộ máy điện ảnh. Kết quả của quá trình liên tục học hỏi và thực hành này là Châu Dũng Phát ngày càng thành thạo khả năng diễn xuất tự nhiên trên màn ảnh. Từ đó cho thấy, nỗ lực của ông trong việc trao dồi khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình. Điều được công nhận bởi ngành công nghiệp và thị trường điện ảnh vào thời điểm đó, sự áp dụng phong cách diễn xuất theo chủ nghĩa tự nhiên của Châu Dương Phát, chứng minh ông đã nắm bắt được xu hướng thẩm mỹ điện ảnh mới bằng cách đương theo sự thay đổi trong nhận thức về diễn xuất của nền công nghiệp điện ảnh Hồng Kông. Có một điều cần lưu ý là nhiều nhà phê bình phim địa phương dẫn theo quan điểm rằng diễn viên không được xem là một trong những tác giả của bộ phim sự xuất hiện của điện ảnh làng sống mới ở Hồng Kông đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ các học giả điện ảnh, nhưng có rất ít nghiên cứu thật sự tập trung vào các diễn viên thời đó. Các nghiên cứu về phê bình chỉ đơn giản là bỏ qua tầm quan trọng của diễn viên trong bộ phim, đặc biệt thuyết Outer, đạo diễn của thập niên 1970 có tác động đáng kể đến giới phê bình phim Hồng Kông trong những năm 1970 và 1980 hai nhà nghiên cứu điện ảnh Peter Kramer và Alan Lowell nhận định thuyết author đặt đầu diễn vào vị trí trọng tâm trong khi đóng góp của diễn viên cho bộ phim nếu được thừa nhận thì vẫn phụ thuộc vào sự chỉ đạo tài năng của đạo diễn tuy sự nhấn mạnh vào sáng tạo cá nhân trong thuyết author đã bị thách thức bởi quan điểm cho rằng sản xuất phim là một quá trình hợp tác vai trò của diễn viên dẫn quốc sau quá trình hậu kỳ âm thanh bối cảnh trách nhiệm của đạo diễn và diễn giải cá nhân của khán giả khi xem các ngôi sao và diễn viên như còn rối của đạo diễn theo lời ramer và lowell những cuộc thảo luận về vai trò của sự sáng tạo trong hoạt động sản xuất phim cho thấy có sự thay đổi khác trong đời văn hóa điện ảnh của hồng kông tiếng quảng đông từ những năm 1970 cuối những năm 1970, đạo diễn bắt đầu đóng vai trò đầu tạo, sáng tạo trong nền điện ảnh. Mặc dù các ngôi sao là yếu tố quan trọng trong việc thu hút đầu tư và quảng bá một bộ phim, vai trò của họ trong quá trình làm phim nói chung đã bị giảm đi. Các nhà phê bình nhận định rằng các ngôi sao có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo của các đạo diễn làn sống mới. Ở mức độ nào đó, nhận định này khiến công chúng dễ tha thứ cho những màn diễn xuất không thành công của ngôi sao. Tượng đài bản sắc anh hùng Trong 10 năm, từ năm 1976 đến năm 1985, nền điện ảnh Hồng Kông đã đạt đến một giai đoạn đột phá mới. Sự xuất hiện của các đạo diễn lạc sống mới bắt đầu thách thức các cơ chế cũ trong nền điện ảnh địa phương và từ từ thay đổi cách hoạt động của ngành về mặt quay phim, kỹ xảo điện ảnh, cách tiếp cận vấn đề và nhận thức về phong cách diễn xuất. Điện ảnh Hồng Kông ngày càng tập trung hơn vào cách kể chuyện và cảm xúc của các nhân vật. Châu Nhuận Phát đã có cơ hội thể hiện tài năng diễn xuất của mình thông qua các dây diễn trong các bộ phim làm sống mới. vốn làm nổi bật những đấu tranh cảm xúc của nhân vật trong một thế giới đang thay đổi. Như đã đề cập trong chương trước, vị trí của Châu Nhuận Phát tại TVB đã nhanh chóng bị các diễn viên mới chiếm giữ ngay sau khi ông kiên quyết nhận vai diễn trong Hồ Việt Đích Cố Sự. Tuy nhiên, vì thế ngôi sao truyền hình số 1 của ông bị lung lay không hoàn toàn là một điều xấu. Ngược lại, nó giúp xóa đi mối liên hệ của Châu Dương Phát với hình ảnh đã được tạo dựng trên bàn ảnh nhỏ và buộc ông phải nỗ lực đóng các vai khác nhau ở các thể loại phim khác nhau. Điều này đã giúp ông vượt qua được những hạn chế của những vai diễn tiểu sinh. Mặc dù Châu Dương Phát không thực sự thiết lập hình ảnh ngôi sao điện ảnh lớn của mình trong giai đoạn này. Nhưng các nhà phê bình lại tập trung hướng mũi dùi về phía các đạo diễn của làn sóng mới. Họ chỉ trích các đạo diễn đã tạo không gian cho Châu Dương Phát thực hành các kỹ thuật diễn xuất của mình trên màn ảnh rộng vào đầu tập niên 1980. Nhà phê bình điện ảnh Stanley Karel nhận định quá trình tạo ra một diễn viên trên màn ảnh cũng là quá trình tạo ra một nhân vật. Để tạo ra một nhân vật có sức thuyết phục trên màn ảnh và để khán giả có thể hiểu được cảm xúc, động lực, hành động của nhân vật, diễn viên phải hiểu nhân vật, thể loại phim, cốt truyện, hệ thống điện ảnh và khán giả, cũng như làm chủ các kỹ năng và kỹ thuật diễn xuất như đại từ, cử chỉ và chuyển động cơ thể. Khi Châu Nhuận Phát từng bước thành thạo các kỹ năng nhập vai vào nhân vật của mình trên màn ảnh rộng một cách tự nhiên và thoải mái, diễn xuất của ông đã truyền tải được những cảm xúc tinh tế của nhân vật, giúp ông xây dựng hình tượng ngôi sao điện ảnh trong các bộ phim hành động anh hùng sau này như Bản sắc anh hùng 1986 và Điệp quyết sông hùng 1989. Nhiều bộ phim tình cảm xã hội nổi tiếng khác như Đồng thoại mùa thu In Autumn Tale 1987 và Đường đua đẫm máu All About Alone 1989 bộ phim mà Châu Dương Phát với kịch bản của biên kịch Trương Ngãi Gia, cũng theo xu hướng này. Có thể thấy sự công nhận mà ông nhận được từ công chúng cho những giai diễn phức tạp chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân. Những biến đổi trong văn hóa ngành công nghiệp sản xuất phim và sự thay đổi thị hiếu của thị trường phim ảnh Hồng Kông giai đoạn này. Trong bối cảnh như vậy, bước chuyển đổi trong sự nghiệp và sự thay đổi hình ảnh ngôi sao của Châu Dương Phát thực sự phản ánh các xu hướng mới trong nền điện ảnh Hồng Kông. Nếu xem lại một số tựa phim nổi đình nổi đám, mang tính dấu ấn của điện ảnh Hồng Kông giữa tầm niên 1980, ta thường nhìn thấy Châu Dương Phát thủ vai chính. Điển hình là bản sắc anh hùng 1986. Bộ phim của đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã biến Châu Dương Phát thành siêu sao điện ảnh châu Á và mở ra thời kỳ hoàng kim của dòng phim xã hội đen Hồng Kông. Người hâm mộ và với nghệ sĩ Hồng Kông đã gọi Châu dùng Phát là Phát Cả từ sau bộ phim này. Khi hình dung về Châu dùng Phát, công chúng sẽ nhớ mãi hình ảnh đại ca Lý Mã Khắc với áo choàng kính đen, nụ cười nửa miệng, bắn súng hai tay như một và hình thành lên trường phái dọ súng, quân phục. Hình tượng Châu dùng Phát cùng sự sáng tạo quân phu từ đạo diễn Ngô Vũ Sâm còn trở thành nguồn cảm hứng cho một số phim hành động Hollywood của các đạo diễn lừng danh như Quentin Tarantino, Robert Rodriguez. Phong cách dọa súng cận chiến này đã được áp dụng và kế thừa một cách điêu luyện trong những bộ phim Hollywood nổi tiếng như The Matrix, Equilibrium, Captain America, The Winter Soldier. Hiệu ứng ngược chiều lan tỏa từ châu Á sang Hollywood với trường hợp của Châu Nhân Phát và đạo diễn Ngô Vũ Sâm là hy hữu giữa riêng Hồng Kông và châu Á. Hình ảnh châu Dược Phát trong bản sắc anh hùng đã trở thành biểu tượng tương tự như hình ảnh của quyền thoại điện ảnh bố già trong lòng công chúng thế giới, nhưng ở tầm dốc nhỏ hơn. Trong số ba tác phẩm điện ảnh có đề tài xã hội đen hiếm hoài lọt vào danh sách phim kinh điển Hồng Kông là Bản sắc anh hùng, Thiên dược hữu tình và Điệp quyết sông hùng, thì Châu Dương Phát diễn xuất trong hai bộ phim. Bản sắc anh hùng cũng xếp hạng thứ hai trong top 108 phim quan ngữ hay nhất mọi thời đại. Trong bảng xếp hạng phim được người Hồng Kông yêu thích nhất, bản sắc anh hùng được xếp thứ nhất. Nhân vật Lý Mạ Khắc của Châu Dương Phát cũng được bình chọn là nhân vật điện ảnh Hồng Kông có quyền nhất trong lịch sử. Hình ảnh Lý Mạ Khắc dùng tờ đô la Mỹ chầm thuốc cũng trở thành một biểu tượng nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh châu Á. Khi nói đến bản sắc anh hùng đây chính là bộ phim định hình cho trường phái anh hùng lãng mạn của điện ảnh hiện đại Hồng Kông tập đến 1980-1990. Do sức ảnh hưởng quá lớn của nhân vật Lý Mạc Khắc do diễn viên Châu Dương Phát thủ dài, công chúng vô hình trung đã nghiễm nhiên đánh đồng hình tượng Châu Dương Phát với biểu tượng anh hùng lãng mạn. Nếu phân tích cử chỉ, tính cách của nhân vật Lý Mạc Khắc, ngoài yếu tố dũng cảm, nghĩa khí, là điều đương nhiên bắt buộc của nam chính hành động ta còn thấy nhân vật này đại diện cho tính cách của dân hồng kông đặc biệt là tầng lớp lao động và trung lưu ở vì thế đại ca nhưng lý mạc Khắc là gần gũi bình dị biết quan tâm đến nỗi khổ của những người xung quanh vui tính và có nghĩa cử hào hiệp những tính cách này cũng giống với con người thật của châu nhuận phát ngoài đời đó có thể là lý do khiến cho ông đại diện xuất sắc nhân vật này tuy nhiên cũng cần lưu ý châu nhuận phát là người ghét bạo lực giữa ông thể hiện thành công nhân vật hành động lý mạ khắc cho thấy sự nhập dai chuyên nghiệp của ông chúng ta cũng có thể hiểu sâu hơn về bản sắc anh hùng thông qua lời chia sẻ của đạo diễn ngô vũ sâm về vấn đề quan niệm thẩm mỹ bạo lực bạo lực chưa bao giờ là trọng tâm trong phim của tôi tôi chống lại bạo lực tôi chống lại chiến tranh tôi chống lại sự giết chóc của con người tôi là một người yêu hòa bình tôi nghĩ rằng bạo lực phải được dừng lại chúng ta cần một anh hùng để ngăn chặn nó. Tôi không cố tình lãng mạn quá bạo lực. Tôi chỉ lãng mạn quá những anh hùng. Trên thực tế, khi làm một bộ phim, tôi thường không nghĩ về những hiệu ứng tiếp theo của nó và tôi chỉ muốn thể hiện cảm xúc của chính mình. Ví dụ, nếu tôi quay bản sắc anh hùng, tôi chỉ muốn đặt nhân vật của Châu Dương Phát thành một nhân vật kiểu Ellen Delon. Vì vậy, tôi để cô ấy mặc một chiếc áo tròn dài và kính đen và tôi không mong đợi gia diện của cậu ấy phổ biến đến mức mọi người phải bắt chước theo. Những người trẻ tuổi đang học theo cách ăn mặc và cách tư xử của Châu Dương Phát trong phim này và tôi không hề nhắm vào điều đó. Tôi không có ý định làm đẹp thế giới ngầm ở Hồng Kông. Đây chắc chắn không phải là ý định ban đầu của tôi để quay bản sắc anh hùng. Những gì tôi muốn là làm đẹp cho một nhân vật, một anh hùng của các anh hùng. Một số khán giả đã xem phim của tôi và thích thú với bạo lực khi họ hiểu sai thông điệp ban đầu của bộ phim tôi biết rằng một số đạo diễn sẽ cân nhắc đặc biệt đến cái vấn đề đạo đức khi làm phim nhưng tôi làm phim theo cách của các nghệ sĩ tôi chỉ làm phim và tôi không nghĩ gì nhiều khi nhắc đến bản sắc anh hùng có một điều thú vị nữa đó là bộ phim này đã tạo nên bước ngoặt quan trọng cho tất cả những người tham gia đạo diễn ngô vũ sâm làm nghề lâu năm nhưng chưa có tác phẩm đáng nhớ và ông đang áp ủ một dự án phim tạo nên một thứ khác biệt gọi là thẩm mỹ bạo lực những vị đạo diễn tài ba này luôn kẹt tiền và phải xoay sở làm phim trong một chi phí ít ỏi trong hoàn cảnh ngặt nghèo thiếu tiền thực hiện dự án bản sắc anh hùng đã có một hành trình hy hữu trong việc tìm kiếm diễn viên may mắn là diễn viên nam chính mà đạo diễn Ngô Vũ Sâm đặt vào tầm ngắm để mời với tù lao thấp. Mới bị công ty chủ quản sa thải nên sẵn sàng tham gia. Đó chính là diễn viên kỳ cựu Địch Long. Trương Quốc Vinh mới lớn sân qua phim điện ảnh và người có tài trợ nên coi như đạo diễn Ngô Vũ Sâm không tốn chi phí. Thời điểm này, Châu Dương Phát vẫn còn bị mang danh thuốc độc phòng vẽ. Dù đang ở vị thế ông Hoàng phim truyền hình lừng lẫy và có một vài dấu ấn nhất định trong mảng phim điện ảnh. Tuy nhiên, ông chưa có một phim điện ảnh ăn khách và được ca tụng thực sự. Có thể nói, ekip thực hiện bản sắc anh hùng chính là tổ hợp của những người đang gặp rắc rối trong sự nghiệp và đều khát khao khẳng định bản thân. Ban đầu, nhân vật Lý Mã Khắc là tuyến giai phụ và Ngô Vũ Sâm nên mà một diễn viên không phải cho nhuận phát để thủ giải. Tuy nhiên, diễn viên này chê giai phụ nên từ chối và nhận một phim khác để đóng vai chính. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm bắt buộc phải đi tìm một diễn viên phù hợp để vào giải anh hùng lãng mạn Lý Mạc Khắc. Vào đúng thời điểm quan trọng này, Châu Nhuận Phát đã chủ động đi tìm Ngô Vũ Sâm để tự tiến cử mình và thuyết phục. Đạo diễn, anh có thể cho tôi một cơ hội được không? Dù sao tôi cũng không cần tiện, cũng không muốn tranh vị trí nam chính số 1 của Địch Long hay nam chính số 2 của Trung Quốc Dĩnh hãy để cho nhuận phát đóng vai nam thứ ba nếu tôi diễn xuất tốt là điều bất ngờ nhưng không ai diễn dở thì cũng không thành vấn đề anh cũng không cần phải đếm số ngày làm của tôi chỉ cần anh cho tôi tham gia vào dự án này thôi ngô vũ sâm kể lại rằng ông cũng đã tìm hiểu cho nhuận phát qua báo chí và biết anh hay làm từ thiện sống giản dị chính vì điều này ngô vũ sâm đã xem cho nhuận phát như một anh hùng trong đời thực một người có nhiều nét tương đồng với nhân vật lý mạ khắc nên quyết định giao vai này cho châu dũng phát trong quá trình quay phim không những châu dũng phát thể hiện rất tốt mà còn đóng góp nhiều trong thiết kế xây dựng hình tượng nhân vật nên ngô vũ sâm cho tăng vai trò của nhân vật lý mạ khắc khi quay phim châu dũng phát đã đề nghị đạo diễn cho mình đưa một phần cuộc sống thực của bản thân vào nhân vật ngô vũ sâm không từ chối và các chi tiết như kiểu mã ngậm quê diêm hay cảnh ăn cơm hộp lúc gặp lại hào ca là do châu nhuận phát tự mình đề xuất thêm đây cũng là lý do nhân vật lý mã khắc đã gắn liền với tên tuổi châu nhuận phát bởi phần nào đó nhân vật này đã mang những nét đặc tính ngoài đời thực của châu nhuận phát sau đó bộ phim thành công gian dục dẫn đầu doanh thu phòng vé hồng kông và nâng châu nhuận phát lên vị thế ngôi sao số một hồng kông đây cũng là lý do vì sao Châu Dương Phát tham gia hai phần tiếp theo để trả nợ ân tình. Ông từng nói không thích lặp lại dây diễn nhiều lần. Bằng diễn xuất tài tình, Châu Dương Phát đã biến Tiểu Mã Ca, người chỉ là nam thứ ba của phim thành nhân vật nổi bật xuất sắc và được yêu thích nhất trong bản sắc anh hùng. Những câu thoại kinh điển của nhân vật này giống như chính Châu Dương Phát đang dõng dạc nói với cả thế giới Tôi đã không may mắn trong 3 năm Tôi chỉ muốn chờ đợi một cơ hội Tôi chiến đấu không phải vì muốn chứng tỏ mình vĩ đại hơn người khác Tôi chỉ muốn nói rằng Những thứ mà tôi đã đánh mất Tôi sẽ tự mình lấy lại Năm 1987 Châu Dương Phát Người bị xem là thuốc độc phòng vẽ Đã trở thành người bảo chứng doanh thu phòng vẽ Liên tiếp nhiều dự án phim sau đó Phải xếp hàng đợi một chữ ký của Châu Dương Phát các bạn xếp hàng điện ảnh đã biến năm 1987 thành năm của châu nhuận phát. Trong số đó, phải kể đến Ngục tù phong dân Prison on Fry năm 1987 và Long hổ phong dân City on Fry năm 1987. Do ông Trùm hướng qua cường sản xuất, đều do Lâm Đỉnh Đông, một bạn học cùng khóa của Châu Nhuận Phát làm đạo diễn nếu nhân vật tiểu mã của châu nhuận phát đã bị khai tử trong phần đầu của bộ phim vào năm trước thì năm sau đó không có lý do gì mà các nhà biên kịch và đạo diễn không chịu khán giả để hồi sinh cho nhân vật của châu nhuận phát trong vị trí của người em sông xích cũng như tuổi trẻ của lý mã khắc trong phần 3 của bộ phim có thể nhắc thêm tới bản sắc anh hùng bà, do đạo diễn từ khắc đồng thời làm cả vai trò sản xuất lẫn đạo diễn vì giám chế từ khắc bất đồng với đạo diễn Ngô Vũ Sâm trong quá trình thực hiện bản sắc anh hùng hai. Bộ phim được quay tại Sài Gòn cuối thập niên 1980, Nên nhân vật anh hùng lãng mạn Lý Mạ Khắc của Châu Nhuận Phát đã cập bến Sài Gòn. Bối cảnh phim là năm 1974. Nếu ai mê phim của đạo diễn từ khắc thì đều biết ông là người qua gốc trời lớn ở Sài Gòn. Nên phim ông làm nhắc đến Việt Nam không chỉ một lần bộ phim kể về quá khứ của nhân vật lý mã khắc mà khán giả đã biết trong phần 1. từ cách cười đùa ăn mặc phong thái cử chỉ cách tán tỉnh như cô gái cho đến những trường đoàn hành động khốc liệt trong vườn phát đều diễn xuất rất tự nhiên và cuốn hút đây là yếu tố lý giải tại sao cảm giác gần gũi của ngôi sao từ trên phim đến ngoài đời lại tác động sâu sắc đến công chúng bản địa hồng kông hoặc các thị trường có chút tương đồng về văn hóa lối sống như việt nam khi xem bộ phim này, công chúng Việt Nam còn thấy Quyền Linh đóng vai nhân viên ở sân bay Tân Sơn Nhất, nghệ sĩ Thanh Hoàng tác giả kịch bản và cổ hoài lạc vào giá phục vụ bàn. Khi hai tài tử Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy đến nhà hàng bàn chuyện tìm cách quay về Hồng Kông. Và tại cảnh quay đó còn có một diễn viên quần chúng vào giá ca sĩ Khánh Ly hát diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sử dụng bản ghi âm trong ban nhạc Sơn Ca Bảy của Khánh Ly do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thực hiện vào đúng năm 1974. Bạn sắc anh hùng ba có cảnh Lý Mã Khắc nhìn nhân vật chú ba lưu luyến chia tay hiệu thuốc nhân ái được trước khi trở về quê quán Hồng Kông và dặn dò đứa bé mồ côi mà ông nhận nuôi tại Sài Gòn. Lý Mã Khắc lặng lẽ cầm máy ảnh cho tấm hình họ ôm nhau khóc chia tay. Trước khi rời đi, anh ôm cậu bé và đưa tấm ảnh kỷ niệm cho cậu. Hình ảnh đó thể hiện tính nhân ái, lãng mạn trong con người anh hùng của Lý Mã Khắc. Cảnh phim này còn có đoạn thoại đánh đúng vào tâm lý người Hồng Kông những năm 1989. Thời điểm bộ phim ra mắt, khi chú bà nói, chúng ta còn trở lại nơi đó làm gì? Năm 1997, đại lục cũng lấy lại hương cảng. Lúc ấy, cũng phải quay lại nơi này. Lý Mã Khắc cười và nói, chú ba, giờ mới là năm 1974, còn 23 năm nữa mới tới năm 1997. Dù sao cũng phải trở về nơi đó chứ. Có thể nói, hình ảnh Lý Mạ Khắc trong bản sắc anh hùng và diễn viên trong dụng phát luôn đại diện cho nỗi niềm của người Hồng Kông trước năm 1997. Điều thú vị là lúc hai ông trùm lại điện ảnh Hồng Kông, Ngô Vũ Sâm và Từ Khắc mâu thuẫn với nhau về cách xây dựng kịch bản trong quá trình làm bản sắc anh hùng hai dự án riêng của cả hai đạo diễn này đều có mặt của Châu Nhuận Phát. Năm 1989, tiếp tục là Châu Nhuận Phát ghi dấu ấn quan trọng trong bộ phim Điệp Quyết Sông Hùng của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Đây là bộ phim đánh dấu của mốc ảnh hưởng của đạo diễn Ngô Vũ Sâm tới thị trường quốc tế. Đồng thời nhân vật Lý Mã Khắc mà Châu Nhuận Phát thủ vai trong bản sắc anh hùng ba đạo diễn tự khắc thực hiện dẫn lấy đi trái tim khán giả hâm mộ dù bị đánh giá kịch bản không hay bằng phần 1. Trong phần 3 này, đất diện của Trần Nhuận Phát được đẩy lên tối đa. Cộng với mối tình Lâm Ly cùng nữ chính do mà Diễm Phương thủ dài, nên có thể nói hình tượng nhân vật Lý Mạc Thắc đã được toàn vẹn trong bản sắc anh hùng ba. Một thành công đáng kể khiến bản sắc anh hùng ba ở mãi trong tiềm thức công chúng chính là ca khúc nhạc phim Tịch Dương Chi Ca. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ người Nhật Kochi Bakaino và nhờ bộ phim này cùng tiếng hát của chính mà Diễm Phương, người thủ vai cháu Anh Kiệt, nên nó cả trở nên nổi tiếng, được rất nhiều nghệ sĩ châu Á hát lại. Nhiều nhà phê bình đã xem xét hình ảnh châu Nhuận Phát như một biểu tượng của bản sắc Hồng Tông. Điều này bắt nguồn từ chính con người ông ngoài đời và cả những nhân vật mà ông thủ vai. Những anh hùng rất gần gũi, bình dị, dũng cảm, có thường tiền bạc và trọng nghĩa khí châu nhuận phát qua diễn xuất đã tạo nên một kiểu thần tượng rất riêng nói là đậm chất châu nhuận phát cũng đúng mà nói là đậm chất hồng kông cũng không sai đó chính là giữa anh hùng không có khoảng cách khán giả có thể nhìn thấy bản thân mình trong nhân vật anh hùng với những câu chuyện đời thường nghĩa khí lãng mạn phong lưu hào sản ý thức văn minh tình yêu quê hương hồng kông những tập tính này trộn lẫn trong hình tượng anh hùng của châu Dũng phát và đồng thời nó cũng định dạng cho bản sắc người hồng kông năm 1986 có thể coi là năm định mệnh của châu Dũng phát với cột mốc bản sắc anh hùng của đạo diễn ngô vũ sâm thành công ngay lập tức của bộ phim đã giúp châu Dũng phát trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất ở hồng kông trong tập tiên tiếp theo bản thân đạo diễn ngô vũ sâm cũng gây được tiếng vang lớn ngoài khu vực hồng kông ông cùng với châu nhuận phát sau này thành cặp sông hùng đánh đầu thẳng đỏ sau bộ phim này châu nhuận phát trở thành biểu tượng của dòng phim xã hội đen hồng kông ông bắt đầu đóng nhiều phim của thể loại này và cả phim hài châu nhuận phát không thích bạo lực và chỉ thích những dây diễn nội tâm tình cảm thế nên ông mang nét diễn nội tâm sâu sắc cùng sắc thái cảm xúc ứng xử bình dị vào các nhân vật giang hộ mà mình thủ dài điều này đã tạo nên thiện cảm sâu đậm của công chúng với các đại ca giang hồ trên phim của châu nhuận phát trong sự nghiệp đóng phim ở hồng kông giai đoạn này châu nhuận phát đã tham gia hơn 70 bộ phim diễn xuất của ông không chỉ tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho các hãng phim mà còn mang lại cho ông nhiều giải thưởng bao gồm hai giải nam diễn viên xuất sắc nhất từ liên quan phim châu á thái bình dương và giải thưởng kim mã cho giai diễn chip phim Phải trong phim Hồng Kông 1941 năm 1984. Một giải thưởng nằm diễn viên xuất sắc nữa từ giải thưởng kim mã cho dây diễn Samuel hay là Sam Penn trong Đồng Thọ Bồi Thu 1987 và ba giải thưởng nằm diễn viên xuất sắc nhất từ giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho các dây diễn trong Bản sắc Anh Hùng 1986 Long Hổ Phong Dân 1987 và đường đua đẫm máu 1989. Lần lượt vào các năm 1987, 1988 và 1990. Ở giai đoạn hoàng kim này, Châu Dương Phát còn tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng qua vai diễn cao tiến trong bộ phim thần bài God Dog Gamblers 1989 của đạo diễn Dương Tịch. Nếu bản sắc anh hùng mở ra thời hoàng kim của dòng phim xã hội đen thì thần bài còn mở ra hẳn một trường phái phim mới ăn khách tại Hồng Kông. Tương tự trường hợp của nhân vật Lý Mã Khắc, thần bài cao tiếng cũng trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng của chồng nhuận Pháp. FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.